mọi người. Hello. Hello mọi người ơi. Rồi xe like đi mọi người ơi. Thành đang bận đẹp. Rồi xe like đi các tình yêu ơi, xe like đi tặng cái đầm đang bận luôn nha mọi người nha. Xe like tặng đầm đang bận luôn nè các tình yêu nè. Xe like giúp mình đi mọi người ơi. Rồi hello, hello mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy mọi người share like đi mọi người. Trời đất, giờ này sớm. Rồi mọi người ơi, mọi người thấy mọi người share like mình nha mọi người nha. Rồi bạn nào share like này, coi xem bạn nào share like rồi tặng đầm đang bận nha. Đầm đang bận là từ khoảng 40 tới 50 kg nha các bạn yêu nha. Rồi tặng cái con đầm đang bận luôn nha. Tặng con đầm đang bận cho bạn nào share like nhiều nhất 19k nha. 19k đây, tặng con đầm là 19k rồi, từ từ tặng cho mọi người mấy con nữa. Mọi người ơi, cái này nói chung là như vậy đi mọi người. Ai mà share like nhiều chụp màn hình gửi qua bên Messenger hoặc là bên trang gì mình nha mọi người nha. Mọi người chụp màn hình gửi qua bên trang Messenger gì mình ha các tình yêu ha. Do là bữa nay không coi được lượt chia sẻ đấy nè mọi người nè. Chờ xíu đi, 2 phút nữa thì coi ra xe kiểm tra được lượt xe không nha mọi người nha. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, đẹp không à. Xuất sắc luôn á, toàn đầm xịn thôi. Toàn là đầm xịn thôi mọi người ơi, đẹp lắm luôn nè, tặng cho mọi người mấy con này nữa nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha, đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp hơn trên like nhiều. Ở ngoài đẹp hơn trên like luôn nha mọi người nha, bao đẹp bao xịn luôn. Mấy cái hàng này là mình có đăng ở trên trang á, siêu đẹp như vậy nè mọi người nè, con này size M nha. Size M. Tải được dữ liệu mà. Rồi mọi người chia sẻ đi, rồi rồi chụp màn hình gửi qua bên trang gì mình nha mọi người nha. Rồi nhanh tay để like luôn cho nó lẹ, nghỉ sớm nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn nè mọi người nè, xem mờ đầm su như mình, chất đẹp lắm, chuẩn hàng shop luôn nha mọi người nha. Cái này đám đi tuyệt, bao sang bao đẹp cho mọi người luôn, đẹp giả mang luôn nha. Rồi nhanh tay share like nè, ai share like rồi chụp màn hình gửi qua cho mình nha. Bạn nào xem nhiều nhất mình tặng con đầm này cho các tình yêu 19k. Và đầm hồng này cũng 19k luôn nha mọi người nha. Đầm hồng này cũng 19k luôn. Đầm hồng này mình còn mấy con nha, size M đẹp lắm. Cái đầm này đẹp xuất sắc luôn, vải này vải xịn nha mọi người nha, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ nha mọi người ơi, nhanh tay nha.
Mưa nữa rồi. Mưa nữa chán như vậy. Mắt cổ xương cá sao mọi khó chịu hỏng ghê. Mắt cổ xương cá sao hả? Là uống nước đá nhiều quá khó chịu hỏng ghê. Rồi nhanh tay giùm mình nha mọi người nha. Rồi bạn nào chia sẻ rồi chụp màn hình gửi qua bên Trang giùm mình nha. Gửi Trang, gửi Messenger giùm mình ha. Để có gì là ngày mai mình kiểm tra. Còn bây giờ hả, để coi lại thử kiểm tra thử là lượt xe được chưa nha. Nó ưng ngày nào nó có... À rồi thấy rồi, sorry thấy rồi. Rồi thấy Mai Hoàng nè. Mai Hoàng xe nhiều nhất nè. Mai Hoàng xe 35 hội nhóm nè. Ba mọi người ơi, xe like đi, xe like, xe like đi nha. Đây, 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 nó hiện lượt xe rồi. Đây nha mọi người nha, đây Mai Hoàng xe 35 hội nhóm nè. Mai Hoàng xe lên trang cá nhân em chị đi cưng ơi. Rồi, tới Ngô Thị Mến, nhưng mà Ngô Thị Mến mới có 6 lần thôi. Bạn nào ít nhất là 10 trang cá nhân giùm mình nha mọi người nha. Bạn nào ít nhất 10 trang cá nhân giùm mình với ha mọi người ha. Rồi nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay để mà like luôn. Hôm nay đồ đẹp lắm, được đẹp nhất nách luôn. Nhất nách luôn nha mọi người nha, đẹp cực kỳ. Rồi Mai Hoàng comment đi. Mai Hoàng thích áo đầm đang bận thì comment mã đầm đang bận 19k hoặc là hoa nha. Hoa đó là size M luôn nha. Hoa đó là size M luôn. Ai thích hoa thì lên hoa 19k hoa. Hoa 19k, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Hoa 19k nha. Ai chúc hoa lên hoa 19k hoa nè. Hoa 19k. Ngô Thị Mến mà check xe vô trong ấy á. Dạ rồi, cảm ơn chị Trinh Nguyễn nha. Cảm ơn chị Mai Hoàng ơi, comment mã hoa tặng 19k nha. Mai Hoàng comment mã hoa tặng 19k. Không ai sẽ like chứ trời. Xe gì mà ít xịt gì trời, ít xỉu gì trời. Của mình Mai Hoàng 35 lần à. Không thấy nữa luôn á. Em nhận được một đơn rồi mà. Ủa sao kỳ vậy Mai Hoàng Thị Tương ơi? Sao vậy? Rồi Mai Hoàng nó comment lại giùm chị đi cưng ơi. Mai Hoàng comment lại. Comment mã hoa tặng 19k nha. Mã hoa tặng nha. Chứ để mất công ngày mai nó đem nó làm đơn, nó không có chịu tặng là nó đem nó sửa tiền lại là chết luôn á. Nha, comment mã hoa tặng giùm chị với. Hoa tặng 19k nha. Rồi tặng 19k nha. Rồi nhanh tay nè. Rồi hoa cho Mai Hoàng nè. Rồi Ngô Thị Mến đó rồi. Ngô Thị Mến xe đủ lực chưa? Chưa đủ luôn. Kỳ vậy. Kỳ vậy mọi người ơi. Sao kỳ vậy? Rồi bạn nào hiện logo chia sẻ đi nè. Tặng cho mọi người. Giờ mã nào đây ta? Mã nào nhiều mới tặng được. Cái này sao mà chia sẻ ít vậy ta? Rồi cái đầm này nó nằm trong áo nào đây? Đâu dây này nằm ở trong cái đầm nào vậy? Rồi ha mọi người ha. Rồi bây giờ bạn nào mà kiểu như là chưa có xe đủ lượt á thì mọi người comment cái này hồng nè, em còn cái hồng nè, em còn 2 con nè. Rồi bạn nào hiểu logo chia sẻ em tặng 39k thôi nha. Hồng nè em tặng 39k nè. Hai chú hồng lên hồng tặng 39k nha mọi người nha. Hồng 39k. Đó, nhét cho trong khe đó, không chịu lấy mà cứ. Rồi hồng nè, ai chúc hồng lên hồng xe M nha. Hồng, hồng xe M giùm mình, hồng xe M. 39k hồng xe M. Cái này chỉ có đầu like thôi nha mọi người nha. Cái này mà đầm này mà bận lên là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn á, cái con đầm này nè. Trời ơi, cái này là có đăng ở trên trang luôn nè mọi người nè. Rồi, nói chung là ai hiện logo chia sẻ mới chốt cái mấy con này 39k nha. Rồi, ai chúc lên đơn là đầm đen cho mình, comment mã đen cho mình nha. Rồi 39k mã đen size M luôn giùm mình ha. M 50kg đổ về nè. Nếu mà bạn nào cao có thể 52-55kg, tùy theo chiều cao, trên mét 6 52-55kg nha mọi người nha. Rồi size M giùm mình, ai chúc mã hoa lên mã hoa. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi đẹp lắm, cái hoa này đẹp dã man luôn nè. Rồi ai chúc hoa đen lên hoa đen giùm mình nha. 39k hoa đen. Ai chúc hồng thì lên hồng. 39k hồng.
Hồng 39k, đen 39k giùm mình nha. Hồng 39k, đen 39k. Đúng rồi, không biết sao nữa đó, nó duyệt hay không nữa em ơi. Nhiều khi em vô nhóm công khai nhưng mà vô xong rồi là nó có duyệt hay không mới quan trọng nha. Nó không duyệt nó dậy ra cũng vậy à. Nó phải duyệt nữa, bên đó nó phải duyệt nữa đó cưng. Rồi, ai chú hoa xanh lên hoa xanh giùm mình nè. Hoa xanh nha mọi người nha, hoa xanh giùm mình, trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. Mọi người mua 400-500 ngàn một con như vậy. À, chỉ cần cái xe like thôi mọi người hãy được nhận 39 ngàn đẹp xỉu luôn nha. Rồi comment là xanh giùm mình, xanh 39k nha. Size này cũng là size M luôn nha mọi người nha, size M luôn ha. Rồi xanh 39k, ai chúc xanh lên xanh 39. Xanh 39k giùm mình. Ai chúc xanh lên xanh cho nó cột lại một cọc đi nha. Đây mấy cái hoa này nè. Hoa này là nó có một ri một nè, một ri mà đủ màu nè. Rồi hoa đen nó đẹp xuất sắc luôn á. Rồi xanh đen này còn hai con, xanh đen có hai con. Em đâu biết đâu, em đâu có làm đơn đâu, em không biết nữa chị Thu ơi. Nếu mà ai đã có gọi người gọi chút đơn rồi là đi đơn rồi nha chị nha. Rồi 39k cho ai nè. Hường Trung xe like chưa nè, Hường Trung có đơn có đi được không vậy? Hường Trung ơi, có đây nhận đơn chưa? Hường Trung có đây nhận đơn chưa cưng ơi? Rồi xanh đen nè, trời ơi mọi người mua tự đi, 400-500 ngàn một con này đó. A à, bao đẹp xịn lắm luôn. Cái này có đăng ở trên trang luôn, xịn đét luôn á nha mọi người nha. Cái này nó có dập ly ở giữa này nè, nó có xếp một ly ở ngang giữa này, siêu đẹp luôn á. Rồi lên đơn nè, xanh đen nè mọi người nè, xanh đen. Trời ơi, ai vô trang đi. Cái này nó có hình hết nha mọi người nha. Rồi đẹp xuất sắc luôn á, chứ không phải là đẹp vừa đâu, ngoài đẹp lắm, phải là xịn đét luôn. À, rồi xanh đen giùm mình nè, xem M giùm mình nha. Nếu mà thấp người 50kg còn cao, mà trên mấy 6 là có thể 55kg nha mọi người nha. Rồi chúc xanh đen lên xanh đen giùm mình. Xanh đen 39k, trời ơi đẹp dễ mang. Xanh đen 39k. Ai chúc xanh đen lên xanh đen 39 giùm mình ha. Xanh đen 39k. Thảo Nguyên nè, Thảo Nguyên xe like chưa nè, chưa xe like không tặng 39 ngàn nha mọi người nha. Thảo Nguyên xe like chưa nè cưng ơi, 39k nha, hiện logo chia sẻ chốt nha, giá 400-500 ngàn một cái mà tặng mọi người giá này là không có đâu mọi người ha. Nói chung chỉ có xe like rồi ai múc ra chốt nu lên nu, nu tặng luôn 39k nu, rồi nu này xem M. Nu xem M nha mọi người nha, trời ơi cái này mà bận lên nó đẹp nhất cái nắp luôn á, thật sự luôn nha. Rồi nu giùm mình luôn ha mọi người ha, trời ơi đẹp chưa. Rồi nu luôn 39k nu, không hiểu logo chia sẻ không chốt 39 ngàn đâu nha mọi người nha. 39k quá rẻ luôn á. Cột vô xanh đen đẹp ghê luôn, nó có con đen xem M nữa nè. Đen còn con xem M nữa nè mọi người nè. Đen nè, xanh đen nè. Mở cho một cặp đi cột lại. Trời ơi, cái nu nó đẹp dữ vậy. Rồi nu cho Mai Hoàng 53kg vừa nha, Nương Phạm ơi, cao là vừa nha. Bình Nguyễn xe like chưa nè, Bình Nguyễn hôm qua đơn đi rồi mà giờ dồn chung cái gì nữa Bình Nguyễn ơi. Bình Nguyễn hôm qua giờ gọi nghe máy chưa? Không nghe máy là xả đơn nha, khách mới mà không nghe máy lưu ý nha mọi người nha. Lưu ý nha, khách mới mọi người nghe điện thoại giùm mình nha, chứ để mấy công nó xả đơn ra nha. Rồi nu mọi người ơi, ai chúc nu nữa lên nu. Thảo Nguyễn nè, Thảo Nguyễn xe like chưa nè. Thảo Nguyễn chưa xe like nè. Thảo Nguyễn xe like đi Thảo Nguyễn ơi. Vừa nha Phương Linh Lê ơi. Mọi người ơi, mọi người chốt hàng 39k đầu like, mọi người phải xe like nha mọi người nha. Không xe like không chốt hàng 39k đâu, mọi người cứ thử đi nha. Cái hàng này mấy trăm ngàn, ai chốt cho mọi người 39 ngàn. À, bây giờ nếu mà mình like là mình like 79k, mà mình chúc mọi người đầu like 39k, mọi người phải share like nha. Cái đó là quy luật nha mọi người nha. Mọi người muốn nhận quà mọi người phải share like. Đầu like đã tặng 19k rồi nhưng mọi người chưa share đủ lượt nè. Chỉ có một mình Mai Hoàng nhận được 19k thôi. Còn những bạn khác mới có một lần lên trang cá nhân, hai lần trang cá nhân, chẳng share gì hết trơn. Rồi nu cho Mai Hoàng rồi. Bởi vậy nãy giờ có mình Mai Hoàng nhận được thôi. Trời ơi xình đét như vậy nè mọi người nè. Trời đẹp xuất sắc luôn mọi người.
Rồi xe like đi nhận nha. Nương Phạm xe like chưa nè? Rồi Nương Phạm xe like rồi, tặng nha Nương Phạm cái nu nè. Rồi ok Nương Phạm nè. Rồi nu cho Nương Phạm đây đi. Trời ơi, nói thật sự nha, ai mà nhận được về mà công phê công đấy 1.000 nào của mọi người luôn á. Cái lô này chuẩn hàng shop luôn nha. Toàn bộ hàng đẹp không nha, cái tình yêu không có cái nào hàng chợ đâu á mọi người ha. Hàng shop không mà đẹp xịn. Hàng shop hàng Quảng Châu thôi nha, trời ơi, cái set này dễ thương cực kỳ luôn nè. Trời ơi, cưng chưa? Ở phía sau nè, trời ơi, dễ thương lắm lắm luôn nha mọi người nha. Rồi con này size L giùm em. Rồi con này size L nha các tình yêu nha, con này size L giùm mình. Phương Linh Lê nè, Phương Linh Lê xe like chưa nè? Có thử Phương Linh Lê xe like chưa? Phương Linh Lê coi kiểm tra được chưa xe like luôn. Cái gì đó mới mới vừa ra đơn cái nu đó của tên gì đó chưa xe like luôn sao phải không? Nương Vinh coi thử xe like chưa? Nương Phạm xe like chưa? Hả? Có thử Nương Phạm xe like chưa? Không xe like mà nó không chút 39.000 đâu nha mọi người nha. Buồn là chịu thôi chứ bây giờ hả, mấy trăm ngàn mà đâu ai chốt 39.000 vậy ha. Trời ơi nó đẹp như vậy nè, nó xinh đét như vậy nè các tình yêu ơi, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Rồi chúc mã này lên mã reel giùm mình nè. Xe like đi mọi người, hai lần lên trang cá nhân và năm hội nhóm là được rồi nha mọi người nha. Mọi người muốn chốt hàng giá rẻ hai lần trang cá nhân và năm hội nhóm giùm mình. Toàn hàng xịn thôi, toàn bộ chuẩn hàng sợ xịn luôn nha. Hàng xịn shop luôn, siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi chúc mã xanh lên mã xanh xanh lời giùm mình nè. Mã xanh xanh lờ, trời ơi đẹp xỉu luôn nè. Rồi xanh xanh lờ này mình tặng luôn cho mọi người. Set này đầu like tặng luôn 59k mã xanh. Rồi mã xanh 59k, xanh riêu á 59k giùm mình, trời ơi đẹp xỉu luôn. Không hiện logo chia sẻ mình không đọc tên đâu nha. Bạn nào cứ hiện logo chia sẻ mình đọc tên trước. Mọi người thử mua bộ này, thử mấy trăm ngàn một bộ này. Rồi tặng cái 59k, trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha. Đẹp xuất sắc luôn á. Toàn hàng đẹp thôi. Ôi trời ơi đẹp lắm mọi người, chấm bài xe like đi mọi người ơi. Đây nè trời ơi đẹp lắm. Phương Linh Lê có thử kiểm tra từ xe like nha. Có chị sẽ có mọi người. Chị sẽ có mọi người. Rồi nu cho Phương Linh Lê nè. Chốt đủ đơn nha. Rồi xanh cho 59k cho BT Gold nè. Rồi dự bị cho Nguyễn Hiệp. Bảo Trân này là Facebook nào vậy em ơi? Bảo Trân này nghe quen lắm. Có thử Thảo Nguyên xe like chưa? Thảo Nguyên có thử xe like chưa hả? Thảo Nguyên xe like đi nè. Trời ơi đẹp xỉu nè. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Nó có một cái dây đai buộc nha mọi người nha. Một cái dây đai nè. Dây đai của nó là nó may thổ cẩm với trang như cái viền này. Siêu đẹp nha mọi người nha. Rồi con này size M giùm mình. Hai chút mã vàng lên mã vàng size M. Nói chung là mấy cái này đẹp lắm. Mọi người nhìn thôi nhưng mà bận lên rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi mã vàng nhìn mình luôn ha mọi người ha. Tặng luôn 49k vàng. Đây là 49k. Vàng 49 nha cái tình yêu nha. Vàng 49k cái hai con nè. Vàng 49k cái hai con. Hai chút vàng lên vàng. Hai chút vàng lên vàng. Ở đâu tùy theo nha cưng nha. À gì là Phương, La, Phương Linh Lê nè. Tùy theo nha. Rồi vàng cho Hồng Hạnh nè. Vàng cho ông Hạnh. Ai chút vàng nữa lên vàng. Còn xếp vàng nha mọi người nha. Nu là cái màu đó. Hết rồi hả? Ủa hết rồi hả? Đưa đây, đưa một cái bao đi. Đưa một cái bao bỏ nó vô cho ông Hạnh này. Đưa cái bao đi. Ghi dự bị cho Nguyễn Hiệp đi. Cái xanh đang nắm trên tay đó. Ghi dự bị cho Nguyễn Hiệp đi. Rồi ai chút vàng nữa lên vàng. Thảo Nguyễn ơi, xe like đi Thảo Nguyên nè. Thảo Nguyên gì xe like đi nè Thảo Nguyên ơi. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi đó cho ông Mạnh đi nè. Đây nè, đây. Nu nữa nè. Rồi còn nu nữa không? Nu nữa, còn cái nu nữa nè. Ai chút nu không nè mọi người nè. Thảo Nguyên xe rồi hả? Rồi vàng luôn nha Thảo Nguyên nè. Em lên luôn số điện thoại nha, Bảo Trân nha. Chút xíu em có chốt cái gì em lên luôn số điện thoại giùm chị luôn nha. Để mà nó luôn luôn trên hệ thống luôn nha. Shop Sài Gòn nha Phương Linh Lê ơi, shop chị ở Sài Gòn nha. Rồi nu luôn cho Hồng Vân nè. Hồng Vân xe like chưa nha. Rồi ok Hồng Vân xe like rồi nè. Đẹp xuất sắc luôn, thử nhận về không đẹp hoàn tiền 10 gấp 1 gấp 10 lần cho mọi người luôn, yên tâm.
một mà gấp tới 10 lần như vậy đó mọi người ha. Chỉ có giá tặng thôi mới có giá đó nha mọi người nha. Đây trời ơi đẹp lắm. Lô shop này là thôi thôi rồi luôn, đẹp cực kỳ nha. Rồi cái set này 3 món nè mọi người nè. Rồi set này 3 món thường nha mọi người nha. Con set này nó tới 3 món nè, màu trắng nè. Đó, rồi nó đi chung như áo sọc như vậy nè. Không biết sao mà lại tặng vô trong này nữa chi trời. Rồi một em quần ống rộng. Một em quần ống rộng siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Một em quần ống rộng siêu đẹp luôn ha. Rồi ai chúng xét caro lên xét caro. Hàng Quảng Châu nha, bao xịn bao đẹp cho mọi người luôn. Rồi cái con này size to nha, 60kg quay đầu giùm mình nè. Ai size to 60-65kg chốt ngay vào liền con này. 60-65kg nha mọi người ơi. 60-65kg 2XL lần nha mọi người nha. 2XL lần ha. Rồi tặng cái set này 59k thôi. 59k cho em set 3 món này nha. Set 3 món 59k, 60-65kg quay đầu cho mình. Trời ơi, siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp, Hàng Quảng Châu đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay toàn hàng đẹp thôi. Caro 59k, trời ơi, máy xếp riêng nó đẹp xỉu luôn. Anh đù ngã nó. Trời ơi, cái gì vậy? Để như vậy sao nó ngã rồi nè. Ba đựng bụng vô, đựng bụng vô, đựng vô nó ngã đó. Rồi 3 món 59k cho ai nè. Đó, 3 món đó, một rắn với quần. Rồi, set 3 món cho chị chị như Nguyệt Đinh, Nguyệt Vinh nè. Rồi cho chị Nguyệt Vinh 59k chị Nguyệt Vinh ha. Rồi, dự bị cho chị Nguyễn Bích Thạch. Ghi đây, dự bị cho chị Nguyễn Bích Thạch, dự bị cho Nguyễn Sâm. Ô, cái vàng em còn một set nữa nè mọi người. Có ai chút set vàng không mọi người? Có ai chút set vàng không nha? Vàng em còn một set 49k nữa nè. Ai chút vàng này lên vàng nha. Một set vàng là 49k. Cái zoom cho quên đầm chứ. Trời ơi, đẹp chứ. À, đây. Đây nè. Cái này là nó có áo dây bên trong nha mọi người nha. Cái này nó có áo dây bên trong. À, rồi ai chút này comment đen giùm mình nha. Có một áo dây bên trong luôn. Ở sao nó có nút này siêu cưng luôn mọi người ơi. Cái này đẹp lắm. Đây ha mọi người ha, nó có một cái đầm ở bên trong như vậy nữa nè. Rồi ai chút lên đơn giùm mình nè, comment mã ren giùm mình nha. Mã ren giùm mình đẹp lắm luôn các tình yêu ơi. Mã ren. Rồi ren này em tặng đầu like các tình yêu luôn. 49k không đẹp cứ hoàng hàng cho em nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn á. Chứ không phải là đẹp đâu, cái này cực kỳ đẹp luôn. Hàng toàn bộ hàng shop hết nha. Mọi người mua 400-500 ngàn một con, hôm nay mọi người mua được giá rẻ nha. Rồi tặng cho mọi người luôn 49k nha. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha. 49k. Comment mã ren giùm em nha. Ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài cực kỳ đẹp nha. 49k. Tay dài nha mọi người, con này tay dài. Bỏ cái áo vô trong nó lọt da nó rồi. Rồi size này cỡ khoảng 45-55kg vừa nha mọi người nha. 45-55kg nha, là có một áo dây bên trong nè. À, rồi ai chốt lên đơn nha. Ai chốt này comment cho mình là ren. Comment mã ren giùm mình nha mọi người nha. Comment mã ren giùm mình. Comment mã ren nha các tình yêu nha. Ren ren giùm mình. Rồi một em áo khoác jean. Một em áo khoác jean nè. Comment mã ren 49k giúp mình nha. Áo khoác jean nè. Rồi ai chốt khoác jean lên. Cái này dạng như sơ mi mà khoác được luôn nha mọi người nha. Xịn lắm. Cái này dạ đẹp lắm, cái sơ mi jean này đẹp nha. Cái này dạng khoác được mà bận với quần sọt, quần đồ đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chút jean lên jean nè. Trời, mọi người giờ cắt thêm ra đi nha. Nó cắt nhỏ quá trời ơi. Gà vô đâu, về gà vô. Mọi người giải thêm vô hay là nông nông ra chút xíu là được ha. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Ai chút áo sơ mi jean, comment áo sơ mi jean giùm mình nha. Trời ơi, đẹp lắm. Bảo đảm luôn nha. Vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi jean này tặng luôn các tình yêu luôn 70k này, jean 70 nha. Mấy trăm ngàn đó, đang shop nó bán shop mấy trăm ngàn đó mọi người. Trời ơi 70k thôi nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. Không bao giờ có đâu mọi người ơi. Bảo đảm với mọi người luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp cực kỳ luôn nha mọi người nha. Rồi comment mã jean cái đó free size đó, 60kg quay đầu. Cái đó 60kg quay đầu. Rồi chút jean lên jean giùm mình nha mọi người nha. Jean 60kg quay đầu giùm mình nè. Sao kỳ vậy? Mạng không thấy hả mọi người? Rồi con này là đầm.
Rồi con này là đầm nha mọi người nha. Con này là dạng đầm nha. Cái này nó có đăng luôn, mình có đăng luôn á, siêu đẹp luôn nha. Cái này đầm zin. Ai chúc đầm zin lên đầm zin giùm mình nha. Trời ơi cưng lắm luôn. Trời ơi dễ thương lắm, có túi luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn nha. Rồi cái con đầm zin này mình tặng cho cái này 79k thôi. 79k đầm zin free size nha, 40 cho tới 55kg bận đẹp. 40 tới 50kg, 40 tới 50kg cao là 55kg nha mọi người nha. Cao thì 55, còn thấp người là 40 tới 50kg thôi. Ai chúc đầm rin lên đầm rin giùm mình nha mọi người. Đầm rin 79k. Còn cái áo khoác jean này á, là dạng khoác dạng sơ mi luôn nha, 70k nha mọi người nha. Cái này đẹp giả mang luôn á, đẹp lắm luôn. Rồi chúc mình lên đơn nha. Rồi cứ lên lộn xộn nha mọi người nha. Rồi rin nha Thảo Nguyên nè. Thấy nha chị Nguyễn Thu ơi, sao chị yêu ơi. Cái comment gì không? Em thấy comment gì ở đâu mà. Chị có comment gì không? Em đâu thấy chị comment gì đâu. Không thấy comment gì hết trơn á chị yêu ơi. Em không thấy comment gì luôn á. Rồi set này 3 món luôn nè mọi người nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi con set này 3 món giùm em luôn nha. Set 3 món nè mọi người nè. Rồi một áo dây bên trong nha mọi người nha. Cái này là một áo dây nè. Mọi người thích bận bên trong thì bận con. Mọi người về mọi người bận riêng. Mọi người bận ngủ ở nhà cũng được nha. Còn cái này không cần thiết phải mang cái áo dây bên trong đâu. Trời ơi cái này quá xịn quá đẹp luôn nha. Rồi set bộ 3 nha. Cái này áo khoác ở ngoài ha. Áo khoác ở ngoài giùm mình. Cái này là vải là khỏi phải bàn về vải. Khỏi phải bàn về chất nha mọi người nha. Xịn đét luôn á. Đây một cái áo khoác nha các tình yêu nha. Đó nó đi chung trong bộ 3 đó ha mọi người ha. Rồi cái này là set bộ 3 nè mọi người. Set bộ 3 này 99k nha mọi người nha. Set bộ 3 99k siêu đẹp luôn á. Cái này cực kỳ đẹp. Chất là khỏi phải bàn về chất nha mọi người. Đẹp cực kỳ. Rồi cái này cỡ khoảng là size M. Size M nha mọi người. 50kg độ về. Cao trên mét 6 là 55kg. Còn dưới mét 6 50kg nha mọi người nha. Rồi chúc set bộ 3 lên set bộ 3 nhìn mình nè. Cái rin này nè. Đầm rin là 79k nha. Bộ 3 cho Ngô Thị Mến. Đầm rin là 79k nha Thảo Nguyên ơi. Áo khoác mới là 70 nha. Áo khoác jean mới là 70 nha. Thảo Nguyên nè comment lại nha. Áo khoác là 70 nha Thảo Nguyên nha. Ôi giời ơi đẹp lắm luôn nè. Trời ơi cái chất nó đẹp xỉu luôn mọi người ơi. Rồi ai chúc mạng đang comment mạng caro chất nhung xịn nha mọi người. Chất nhung xịn sấy trên lời 60kg quay đầu. Cái này là nhung xịn nha mọi người ơi, 60kg quay đầu giùm mình nè. À. Ai chúc mã này lên mã caro giùm mình. Mã caro. Rồi cái này tặng luôn 75k caro 75k toàn bộ hàng shop chuẩn luôn nha mọi người nha, 60kg quay đầu giùm mình. Từ khoảng 55 cho tới 60kg giùm mình ha. Rồi ai chúc lên đơn comment caro. Trời ơi cái này phơm đẹp xỉu luôn. Rồi caro giùm mình. Mã caro. Rồi ok nha. Đầm rin đó chứ không phải là áo sơ mi rin đâu nha. Cái này nè, cái đầm rin này nè. Cái của Nguyễn Thảo Nguyên á. Mày kêu không lên chốt đi, về xuống ăn đi rồi lên. Chi cho nó mệt vậy trời. Trời ơi. Ôi đẹp lắm mọi người ơi, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi này là có dây đai luôn nha mọi người nha. Có dây đai luôn nha, vải là siêu đẹp giùm mình ha. Vải cực kỳ đẹp, đây dây đai đây nha các tình yêu nha. Dây đai buộc qua eo và cái con này là nó có túi luôn nha mọi người. Con này có túi luôn. Rồi con này size M giùm mình. Size M nha. Toàn bộ làng shop nha mọi người nha. Size M giúp mình. Ai chúc mặt này lên mạng nu. Rồi nu này mình tặng luôn nha. Cái tình yêu 59k thôi. Nu 59k nha mọi người nha. Size M giùm mình. Bao đẹp nha. Size M 59k. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. M 59k. Comment nu. Cái caro đáng mai chốt quăng qua bỏ ra ngoài đi gửi nhiều. Trời caro đẹp lắm luôn á, thật sự luôn caro đẹp lắm. Cái caro, đó caro đó ngay chút rồi bỏ ra đi. Rồi nhiều luôn. Còn cái này. Đâu, Thảo Nguyên là cái đầm này nè, cái đó sơ mi nè, đầm này. Đâu. Đâu nó có một cái jean nữa. À? Là Thảo Nguyên chốt hai cái nha Thảo Nguyên ơi. Hồi nãy là lên một cái là jean với một cái đầm jean là chốt hai cái luôn hay sao Thảo Nguyên ơi? Trời ơi, mấy con này nó đẹp xuất sắc luôn nè mọi người nè. Mọi người nhìn tan đó nè. Đẹp giả mang luôn nha mọi người nha.
Rồi ai chút mã này lên mã nu giùm mình nè. Ai chút mã này lên mã nu giùm mình nha. Rồi nu này size L. L cao cũng 60kg nè. Vải đẹp xuất sắc luôn. Cái này mà cột hai bên eo vô này, nó ôm bên eo lại đẹp lắm đúng không mọi người. Đây nha. Rồi nu giùm mình nha. Chút nu lên nu đẹp dạ man luôn. Nu này cao 60kg nha. Còn thấp người 50-55kg giùm mình. 55kg ha. Rồi ai chút mã này comment mã da chứ. Sorry mã da nha. Rồi da này tặng luôn 75k hàng, hàng cao cấp nha mọi người nha. 75k giùm mình. Trời ơi đẹp dã man như vậy nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Ai chút da lên da, ai vừa chút ngay vào liền con da nha. Con này đi đám đi tiệc bao sang nha mọi người luôn nha. Rồi da ngay vào liền giùm mình nha các tình yêu nha. Da da 75k thôi. Da tặng 75k. 3 món nè. Rồi từ từ có nhỏ chị đập cho nha Linh nha. Đây nè, cái này nó đẹp lắm nè. Rồi cái này cũng size to nè mọi người ơi. Trời ơi cái này đẹp xuất sắc luôn nè. Trời ơi cái đen này đẹp dã man luôn nha. Rồi đen này cũng 55 cho tới 60kg cho mình nè. Con đen này cũng 55 cho tới 60kg cho mình nha mọi người nha. Ai chút mã đen lên mã đen nè. Rồi đen này 79k cho mình. Ai chút đen lên đen 79 nha mọi người nha. Đen 79k. Trời ơi đẹp xuất sắc như vậy nè mọi người nè. Rồi ai chút đen lên đen nha các tình yêu nha, phía sau nè. Rồi ai chút đen lên đen giùm mình 79k đen 60kg quay đầu. Đen 60kg quay đầu. Trời ơi da đẹp quá ha. Cái da đẹp cực kỳ luôn á. Nhiều lắm nha, ai muốn chốt cái này cứ từ từ chứ giờ hàng nó nhiều lắm. Nhiều bao la luôn. Rồi cảm ơn em nha Hường Trung. Ok hai cái luôn, vậy là Thảo Nguyên hai cái bỏ luôn ở kia vô đây, một cái 70 với cái 79. Trời ơi beo nè mọi người ơi, beo nè các tình yêu ơi. Xinh lắm luôn nè. Rồi con beo này là nó free size nè, 40 cho tới 60kg bận đẹp nha mọi người nha. Ai chút mã beo lên mã beo, trời ơi nó sang, cái này mình cũng có một con nè. Trời ơi cái này đẹp lắm. Cái này đã dạng như Messi nha mọi người, Messi nha, chắc vôn hai lớp xịn sò nha. Rồi chút mã này lên mã beo giùm mình nè. Rồi beo này mình tặng luôn như các tình yêu luôn ha. 69k beo nè. Beo 69k nó free size là do nó dúng ngay đây nè. Free size 40 tới 60kg là bận đẹp nha mọi người nha. 40 tới 60kg ha. Rồi chút beo lên beo giùm mình ha. Beo tặng 69k thôi. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Messi nha. Von 2 lớp giùm mình ha. Bỏ cái caro ra để quên. Caro đẹp quá. Vàng hàng đẹp thôi. Rồi beo 69k cho Phan Thị. Ông Quân sao kèm giá tiền nhở? Hàng vừa rẻ vừa đẹp, xem mê quá trời. Ok cảm ơn em nha. Trời ơi xinh lắm luôn mọi người ơi. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nè. Này gài nút vô. Cái lô này ai mà muốn chốt hàng này phải canh mới được, chứ còn không canh là không được đâu. Hàng nó đa dạng mẫu lắm, nó nhiều lắm, bao la bắt ngát mẫu luôn. Cái đó đăng sơ sơ thôi chứ còn không, mẫu nó quá trời nè. Như mấy mẫu này đâu có đâu. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Cái này size to quá. Rồi cái này size nó tới 60kg quay đầu giùm mình nè. Trời ơi ai size to hôm nay được trúng mánh luôn nè. Mọi người mua size to mọi người hiếm lắm á, thật sự luôn. Hàng kiểu mà mua size to rất là hiếm, mà hàng xốp như vậy siêu đẹp nha. Ai chút riêu lên riêu. Rồi riêu này 79k giùm mình luôn ha. Ai chút riêu lên riêu 79k. Trời ơi mọi người nhìn nè. Toàn bộ hàng xốp hết nha mọi người nha. Rồi riêu 79k nguyên cái set này 60kg quay đầu. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha. Con này là đẹp xuất sắc luôn á. Rồi 60kg quay đầu giùm mình nha. Ai thấp người là 55kg bận được luôn ha. 55 tới 60kg. Rồi ai chút mã riêu lên mã riêu giùm mình. Rồi riêu nha mọi người nha. Rồi riêu cho Đỗ Thụy. Đâu Phan Thị trước mà chị. Hiển Lượng Phan Thị trước. Trời Vi Huyền còn trước chị nữa đó. Hồng Vân là đầu tiên nè. Nhưng mà nãy giờ hỏi Hồng Vân im ru à. Hồng Vân rồi mới tới Vi Huyền rồi mới tới chị nha. Trời ơi, toàn đẹp không à. Rồi cái này bẹp vai nè. Trời ơi cái này mà đi tiệc đi đồ bao sang luôn nha.
Rồi toàn kiểu đẹp không à mọi người ơi. Nói chung là cái này toàn hàng đẹp thôi mọi người ơi. Ai chúc đen lên đen nha, 50kg quay đầu giùm mình. Đen này 50kg quay đầu nha mọi người nha. Ai chúc đen lên đen nha. Nếu mà cao có thể 52kg, còn thấp người 50kg giùm mình ha. Rồi mã đen. Rồi đen này tặng luôn nha các tình yêu, 59k thôi nè. Đen 59 giùm mình. Trời ơi đẹp xuất sắc. Cái này đi đám đi tiệc bao sang luôn mọi người ơi, đẹp lắm. 59k. Riêu đó đó. Rồi Phan Thị. Rồi ai chúc đen lên đen nha mọi người nha. Đen đen giùm mình nha. Rồi đen cho Vi Huyền. Riêu đẹp mà size to quá. Đúng rồi mà riêu đẹp lắm. Cái riêu đẹp lắm. Riêu mà ai vừa là ok luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây cái đen này nè. Cái đen này là nói chung là xuất sắc luôn nè. Mà đen này size to. Tính lấy cái bận nè. Mà cái này size to quá nha mọi người nha. Hai cái đen như vậy. Bèo đẹp chữ không? Rồi ai chúc mã này lên mã ren giùm mình nè. À. Cái này mà size nhỏ là đúng rồi đen 59 này, cái này nè. Đâu rồi cái việc của ai ra đó. Đó cái đang để trên giò đó. Rồi ai chúc mã này lên mã ren giùm mình nè. À. Trời ơi đẹp đẹp dã man luôn mọi người ơi. Rồi đen này 79k nha. Cái này mà bận lên không đẹp mình hoàn tiền cho. Cái này mình đang canh cái size nhỏ này mà chưa thấy size nhỏ nè. Cái này size to nha mọi người ơi. Cái này size của nó là size L á. L này cỡ khoảng 55kg quay đầu giùm mình nè à. 55kg, nếu mà trên mấy 6 là phải 60kg. Còn mà dưới mấy 6 là 50 cho tới 55 thôi nha mọi người nha. Nếu mà dưới mấy 6 là 50 tới 55 thôi ha. Rồi ai chúc đen đen lên đen đen 79k. Đẹp xuất sắc, hồi nãy có thử rồi nhưng mà hơi rộng. Đang canh size to đó. Quên, đang canh size nhỏ đó. Cái này đẹp dã man luôn. Cái này nếu mà nhận về mà không đẹp như lời mình nói cứ hoàn ngàn cho mình ha. Đẹp cực kỳ. Cái đen này nó sang kinh khủng khiếp luôn nè. Đẹp lắm, nói chung ở ngoài siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Ai chúc đen lên đen, cái này đẹp cực kỳ. Cái này đi đám thì không sang hoàn tiền. Cái này đang canh cái size nhỏ đó, mà size to em vẫn không vừa đó. Đẹp dã man luôn. Ngoài đẹp lắm, nói chung hàng này toàn bộ không có hàng nào mà hàng chợ ở đây nha. Toàn bộ hàng shop xịn không như vậy nè. Em đăng lên là mà nếu mà ai nhìn hàng là biết ngay và liền rồi ha. Trời ơi, nó đẹp chưa? Nhất cái nách luôn nha mọi người nha. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Rồi con này size của nó là size M. Đen này size M đầm suông nha mọi người nha. Đen size M đầm suông. Rồi 79k nè. Ai chúc đen lên đen. Đen M giùm mình nha. 79k. Rồi đen 79 cho Yến Lượng nè. Rồi đen M cho Vi Huyền nè. Trời ơi cái này mà để mà nói chung bán cho ta đi đám đi tiệc bao sang luôn. Đá nó xịn dã man luôn. Lô này đẹp xuất sắc luôn. Ồ cái nu nè, cái nu nó đẹp mà sao Phan Hạnh với Phan Thiện chốt cái nu cho. Cái màu nu đẹp dã man luôn á. Cái này gì đây? Hả? Đen này nè. Một cái đen này 79k trước rồi tiếp cái đen này luôn. Rồi con này là con đầm sơ mi nha mọi người nha, đầm sơ mi giùm mình. Trời ơi, mấy này đẹp chưa? Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Ai chúc đầm sơ mi lên, đầm sơ mi tặng con này 49k nè. Comment mã trắng 49k nha, nó rẻ hơn áo sơ mi thường luôn á. Nói chung là mình bán chốt rẻ chứ không phải là rẻ đâu nha. Cái này mọi người có một cái dây đai mọi người mang vô ha. Rồi size này á cỡ khoảng 60kg quay đầu giùm mình nha. Con này 60kg quay đầu này, 50 cho tới 60kg giùm mình ha. Ai chúc mã trắng lên mã trắng giùm mình. Mã trắng 49k hả? Đó. Nó viền tay vàng này nè, đúng rồi đó, 19 ơi. Cái đó là cây Yến Lượng đúng không? Đúng rồi. Còn cái này 19k nè. Đó, đúng rồi. Rồi chứ sơ mi lên sơ mi giùm mình nha. Đầm hết nha mọi người nha, đầm hết nha. Rồi sơ mi cho Vi Huyền nè. Khi nào có size hái thì em kêu nha chị nha. Chốt cho Phan Thị Hạnh ơi. Vi Huyền chốt nào?
cái da beo ấy, cái da beo đấy, cái da beo là của Phan Thị á, bỏ vô cái chữ Hồng Hạnh đó đi, đó, đó đúng rồi, lấy bỏ vô cái chữ Hồng Hạnh của Phan Thị, mà lấy chữ Hồng Hạnh bỏ vô. Đúng rồi. Không có nhầm đâu em ơi, chị đang giám sát ở đây không nhầm được. Đen 19k, chị biết đen 19k của em là cái đá nha Vi Huyền nha, của em là cái đá không có, không có nhầm được. Chấm bài share like đi mọi người ơi, chấm bài share like đi, toàn bộ bảo đảm hôm nay ai mà coi tới kết thúc like mà không hối hận đâu á, thật sự luôn, đẹp xuất sắc luôn, toàn hàng đẹp thôi, đẹp lắm. Nói chung là cái shop này mình ôm mình biết mê luôn. Hết pin rồi voi ơi, 10% mà voi, nhanh nhanh nhanh. Rồi cái này cũng là đầm sơ mi luôn, đầm sơ mi jean nha, bao đẹp cho mọi người luôn nha. Chất jean, jean mà jean lụa nha mọi người nha, jean lụa giùm mình ha. Rồi đầm sơ mi này 65k nè, chúc đầm sơ mi lên đầm sơ mi. Cái này mấy con hot girl nó bán tới 180, nếu mà nó ôm được nó về là bán 180.000 đó. Nhưng mà cái này là mình bán giá rẻ quen rồi ha. Rồi lên đơn giùm mình đầm sơ mi nè. Cái size này là size của Hàn Quốc á, cái này của Hàn Quốc nha mọi người nha. Rồi size này cỡ khoảng 45 cho tới 55kg nha, 45 cho tới 55kg cho mình nha. Nếu mà ai chơi 1m6, 1m65 như mình là có thể 60kg bận được ha, tùy theo chiều cao như vậy đó. Nói chung là nó có bo nhưng nó có rút dây nè, thành nên nó dễ bận cực kỳ luôn ha mọi người ha. Rồi comment đầm rin giùm mình, ai chúc đầm rin, comment đầm rin. Trời ơi đẹp đẹp không như vậy nè mọi người ơi, xịn sò giả mang luôn, xịn lắm. Rồi đầm rin cho 69k nhưng mà là 59 nha chị Nguyễn Bích Thạch ơi. Đầm rin 69k. Rồi cái set này là 3 món, nó có một cái dây nịt nữa nha mọi người nha. Cái này nó có tặng một cái kèm một cái dây nịt. Trời ơi các bạn, nó xịn như dày mà mọi người không chốt, không biết chốt cái gì luôn đúng không? Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất con mà sắc luôn. Trời ơi nè, chân váy dài nè mọi người nè. Chân váy dài nha mọi người nha. Đây đó. Đầm rin chị Nguyễn Bích Thạch. Nguyễn Trúc ơi lên số điện thoại giùm chị đi cưng ơi. Mẹ. Đâu chị đâu có thấy em lên đầm rin đâu mà em kêu rin em trước. Mẹ. Không thấy em đầm rin luôn á nha. Nguyễn Trúc ơi. Đầm rin như Nguyễn Bích Thạch nè, Nguyễn Trúc lên số điện thoại nha. Đơ luôn rồi không xem được. Ủa sao kỳ vậy? Bình thường mà. Dạ là do mạng bên cưng á cưng ơi. À Nguyễn Trúc là chung đơn với Cẩm Linh. Rồi ghi ghi vô đi nè, Nguyễn Trúc là chung đơn với Cẩm Linh á. Hai cái này, hai cái riêng đúng không? Riêng. Đâu? Hai cái đó đó đi chung đôi á. Rồi mọi người về gài nút lại nha mọi người nha. Trời ơi vậy mà hôm bữa hôm qua giờ không biết là nằm ở trên đơn của ai mà Nguyễn Trúc chừng nào mới qua quên Trương Cẩm Linh á, chừng nào qua lấy đơn hay là giao qua nhà luôn vậy Nguyễn Trúc ơi. Trúc nhắn tin mà. Vậy hả? Không có thời gian nhưng mà làm trả lời những cách nhắn tin đúng không, không thèm trả lời anh hai. Rồi nguyên set nha mọi người ơi, set bộ 3 giùm mình nha, vải siêu đẹp luôn nha. Hôm nay ai size to là trúng mánh luôn nha mọi người nha. Size này từ khoảng 60 tới 65kg giùm mình nha. Size này 60 cho tới 65kg giùm mình. Cái này size tới 2XL nè, có khả năng là 70kg luôn. Con này cái set này có khả năng 70kg giùm mình luôn ha mọi người ha. Rồi ok vậy ngày mai giao nha. Rồi ai chúc xét lên xét 70kg quay đầu giùm mình nha, 65 cho tới 70kg quay đầu giùm mình ha. Tùy theo chiều cao, nếu bạn nào thấp người 60kg vẫn bận vừa cái set này nha. Rồi comment mã set bộ 3 này 75k giùm mình. Bộ set bộ 3 75k nha. Trời ơi đẹp xuất sắc cái áo này không, mọi người mua tự đi. Mọi người mua trăm mấy chục ngàn áo này không, đính đá nha. Cái bông xịn giả mang luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc xét lên xét giùm mình 75k. Set 75k toàn là hàng đẹp thôi. Size to nè chứ trời ơi nó sướng kinh khủng luôn, sướng dạ mang luôn, nhiều lắm. Trời ơi đẹp lắm nè. Rồi xếp cho chị Nguyễn Bích Thạch nè. Rồi dự bị cho Vi Huyền, toàn là đẹp không như vậy sao chịu đời cho nổi đây nè. Rồi cái tay này rất vai nha mọi người nha, tay này rất vai nè, cổ như vậy nè, cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Đây quần của nó nè, cái quần không này á, nếu mà ai đã xem like đợt trước, cái quần này không là mình chốt 129k đó, cái quần này xịn giả mang luôn nha. Trời ơi đẹp lắm, cái quần này đẹp kinh khủng khiếp luôn.
Rồi size này là size của nó là size XL quá. Thấy to nè. Đúng chính xác size XL nha mọi người nha. Cái này là của nó là 175-98 là gì đây? Chất mong 98 chiều dài. Rồi ai chúng ta comment set đen giùm mình nha. Trời ơi cái set nó đẹp. Đẹp dạ mang size XL giùm mình nha. Comment mã set giùm mình 75k luôn nè. Cái quần này không á là mình bán 100 mấy đó. Cái quần này cái vải cái chất mà đợt trước mình bán 100 mấy đó. Nếu mà ai khách cũ đã có mua cái đợt quần của em bán 100 mấy 139 ngàn rồi là biết nha. Cái quần này nó y chang vậy đó. Cái vải nó đẹp dạ mang như vậy đó ha. Rồi lên đơn giùm mình nè. Set 75k nhớ bỏ luôn cái dây nịt vô. Trời ơi đẹp không à mọi người ơi, chịu không nổi luôn á. Rồi set nào BT Gold là chốt set nào vậy? Rồi set cho chị Yến Lượng nè, mạng lắc quá. Rồi set đen cho chị Yến Lượng nè. Đen đúng không? Cái set hồi nãy kia là set gì vậy? Không nhớ. Rồi set đen nha chị, người chị Yến Lượng nè, dự bị cho BT Gold nè. Từ từ nha, nhỏ từ từ đi chứ nó nhiều lắm. Có to có nhỏ tùm lum hết trơn, đâu có lựa được. Mọi người cứ nghĩ đi, bây giờ hàng về một xe như vậy, bây giờ cứ bóc qua cái bao nào. Bây giờ đóng sỉ rồi còn cái nào lẻ mình cứ bóc bao ra mình like chứ còn không có đâu phải là lựa được đâu mọi người. Nó dồn vô bao như vậy cứ bao vậy về đây nè, lên một bao tải nè mọi người thấy đây nè, kéo lên một bao tải nữa nè. Ở chiều like bao tải về like bao tải nè. Đẹp xuất sắc luôn. Nói chung là mọi người nhận cái hàng này về là không thể nào mà không khen được hết trơn á, thật sự luôn. Trời ơi đây nè cái set này nè. Trời ơi đẹp như vậy nè mọi người nè. Siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi con này cũng size to luôn. Hôm nay ai size to trúng mánh nha mọi người ơi. 65kg nè mọi người ơi. Cái con này cỡ khoảng là 60-65kg lần nha. Size 2XL nè. 60-65kg 2XL giùm mình. Rồi set trắng 75k. Set trắng giùm mình 75k. Đẹp nhất cái nắp luôn. Rồi trắng 75k giùm mình nha mọi người nha. Chút trắng lên trắng 75k. Đẹp cực kỳ luôn á. Rồi ai size to chút ngay vào liền. Cái này size nhỏ là mình lấy mình bận liền luôn á. 75k hả? Cái áo này không mình bán cũng được 75k thật sự luôn á, 100% cô tông nha. Cái áo này không nếu mình bán không 75k cũng được á, nguyên set xịn cực kỳ. Ôi đẹp quá trời đẹp luôn. Size to như vậy nó dễ bán hơn size nhỏ. Rồi size trắng nhau Vi Huyền nè. Em không thấy comment ai luôn á. Vậy là cái mạng em nó bị ấy rồi á Ngô Thị Mến ơi. Ôi đen nó đẹp nè mọi người nè. Đây cái này là có hình luôn nè mọi người ơi, siêu đẹp nha, chấm bài xe like đi mọi người. Rồi chốt mã đen lên, mã đen giùm mình free size nè. Free size nha, con này từ khoảng 40 cho tới 58kg. Nếu mà cao là 60kg, này 40 tới 60 đó mọi người. 40 tới 60kg nha, chốt đen lên đen nè. Hai chốt đen lên đen nha, rồi em tặng con này cho các bạn yêu 69k thôi. Đen 69k, trời ơi nó đẹp. Đen 69k giùm mình nha mọi người ơi. 60kg quay đầu, nói chung là cái size này nó dễ bận nha. 40-60kg là ok nha mọi người nha. Mọi người thấy rõ không? Cái này là có đăng trên trang luôn nè. Cái này có người mẫu bận luôn nè. Cái ren này nè siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Ai chúc mã đen lên mã đen giùm mình. Rồi mã đen nha mọi người ơi. Đen 69k. Rồi đen 69k cho Hường Trung. Cái trắng người chốt rồi em ơi. Cái trắng nó người chốt rồi nha. Đập rồi mà. Trắng nhau Vi Huyền nè. Ủa Phan từ từ xếp 75k ra cho. Xếp đỏ. Rồi xếp trắng nhau Vi Huyền nè. Trắng người chốt rồi mà. Rồi đen cho Hường Trung nè. Rồi dự bị cho Hồng Hạnh. Trời ơi nhủ đó mọi người ơi. Á đục mì đổ. Trời đó tự nhiên đẩy cái bao ra vậy. Quên hả? Rồi cái này là cũng free size nha mọi người nha. Cái này nó còn đẹp hơn áo mình đang bận nè mọi người ơi. Siêu dễ thương luôn nha. Kiểu nó vậy nhưng mà nó có cái nơ nè. Rồi cái này cứ 40 cho tới 50-52kg là vừa em đen này nha. Rồi ai chút nhũ đen lên, nhũ đen tặng luôn 59k nhũ đen nha. Cái này bận lên tay nó siêu cưng luôn á. Hồi nãy không thấy cái này, giờ thấy cái này là bận cái này rồi. Cái này dễ thương lắm, tay nó dễ thương cực kỳ nha mọi người nha. Rồi ai chút nhũ đen lên, nhũ đen giùm mình này 59k 40 cho tới 52kg nha mọi người nha. Ai chút nhũ đen lên, nhũ đen siêu cưng luôn ha. Biết sao nó có cái miếng phùng phùng như vậy nè. Nó che bụng mình á, cái này cực kỳ đẹp ha mọi người ha. Cái màu này nó cũng đẹp hơn cái của mình đang bận luôn nè. Nó đen mung luôn, còn cái này nó dạng như đen mà đen nhũ. Còn cái này nó nhũ ít hơn ha. 59k giùm mình.
Rồi nhũ đen cho Ngô Thị Mến. Đây cái này cũng có hình luôn nè mọi người nè, trời ơi đẹp chưa nè. Cái này nó có hình luôn nè. Cái này nó có, mình có đăng luôn nè, dễ thương lắm luôn. Cô Tông phía sau, ở phía sau đó là cô Tông nha mọi người, của Hàn Quốc nha. Cái set này của Hàn Quốc nha, 60kg quay đầu giùm mình nè. Cái set này 60kg quay đầu nha mọi người nha. Cái này có hình luôn á. Nếu ai vô trang là thấy cái ngay và liền cái bộ này nè. Cái bộ này dễ thương, 60kg chứ không vừa. Rồi cái này size L thôi nha mọi người, size L. Size L này tương đương từ khoảng 50 cho tới 55kg. Nếu mà cao 60kg giùm mình nha. Rồi ai chúc set này lên set sọc giùm mình nè. Rồi set sọc nha mọi người nha. Thấy nha Ngô Thị Mến ơi, nhũ đen gì chốt cho em rồi mà. Rồi nhũ đen nha Ngô Thị Mến, thầy chị đập em rồi mà, đập tên em rồi. Rồi ai chúc set này lên set ra sọc giùm mình đi ha. Rồi set sọc này tặng luôn cho các tình yêu luôn, 65k đây. Set sọc này tặng 65k nha, có túi nha mọi người nha. Rồi set sọc 65k. Ô cái này là bí bằng giường luôn. Từ từ nha. Con thằng bí này trẻ lắm. Cái này trẻ lắm. Rồi cái này 60kg quay đầu. Cái này 60kg quay đầu nha. Rồi 65k cho chị Yến Lượng nè. Cho chị Yến Lượng. Mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn nè, nó đẹp như giày mà, nó xuất sắc như giày mà. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi cái hồng này siêu đẹp luôn nè mọi người nè. Trời ơi đẹp lắm luôn mọi người. Rồi ai chúng này comment hồng giùm mình nha mọi người. Ai chúng này comment cho mình là hồng. Hồng này size M. Hồng này size M giúp mình nha mọi người ha. Siêu dễ thương luôn á, tay nó rất phai như vậy nha, cực kỳ dễ thương luôn. Ai chúc hồng lên hồng. Rồi cái này mình tặng cái điều 59k đi. Ở ngoài cực kỳ đẹp nha mọi người nha, hồng giùm mình ha. Ai chúc mã hồng lên mã hồng 59k hồng. Hồng 59k. Trời ơi cái này mà mang cái dây đai vô đây nữa siêu cưng luôn nha. Hồng 59k giùm mình. Ai chúc hồng lên hồng 59 nha mọi người nha. Hồng 59k giúp mình. Cái nâu nó chưa có like đâu ơi. Trời ơi cái này còn xếp nữa nè. Chưa không? Cái đó mềm mềm xíu nha thôi, nó chưa lên. Đây. Rồi cái này còn một set nữa nè. Ai to quất ngay vào liền con này nha. Nói chung là mọi người để dành đi đám đi tiệc bận, bao đẹp cho mọi người luôn. Size to nha mọi người nha. Trời ơi đẹp lắm luôn. Xuất sắc luôn quá đây nè. Cái này y chang như cái set hồi nãy nè nha mọi người. Vải là thôi khỏi phải bàn luôn nha. Rồi lên đơn giùm mình nha. Cái set nào nãy mình tặng 79k. À 75k sorry, 75k nha. Set bộ 3 này 75k chân váy nha, 65kg quay đầu. Cái này hồi nãy ai xem rồi biết nha. Chưa có gài nút đâu, gài nút lại ha. Về gài nút lại ha. Rồi ai chút set lên set giùm mình nha. Chân váy nha, cái này gài lên cực kỳ đẹp. Và nó có túi nha, đặc biệt nó có túi nha mọi người nha. Vải là khỏi phải bàn về chất ha. Rồi 75k bộ 3, 3 món. Cái bộ áo này không mọi người mua, nếu mà vô shop mua không áo này là trăm mấy rồi đó. Vải đẹp cực kỳ mà này nó có dây nịch và có một chân váy nha. Rồi nguyên set giùm em 75k. Từ khoảng 60 cho tới 65kg. 60 cho tới 65kg giùm mình ha. 60 cho tới 65kg. Đẹp lắm mọi người ơi, đẹp cực kỳ. Trời ơi nè. Trời ơi mọi người nhìn cái áo này nó đẹp nè. Xúc con mà sắc luôn nha mọi người nha. Trời ơi cái này che bụng che đồ mà bận lên nó đẹp. Cái này là len Montagu luôn ha mọi người ha. Xịn sò dã man luôn. Rồi con này size của nó cũng là size to luôn á mọi người ơi. Trời ơi nút đá nó đẹp dã man chưa nè. Rồi con này mình tặng luôn nha các bạn yêu ha. 55k con này thôi nè. 55k free size giùm em. 55k free size nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã lên lên mã lên free size. Trời ơi tay của nó bo nó đẹp như vậy nè. Rồi ai chúc mã lên free size. Lên và resize giùm mình. Rồi set nó đẹp quá, set nó bỏ vô đây luôn đi. Vì Huyền cái set hồi nãy có một set rồi nha cưng nha, đừng chốt nữa. À sorry hồi nãy chị Nguyễn mất thật rồi. Ok cho Vi Huyền set 75k nè. Cái này nãy là chị Nguyễn mất thật. Chị xếp lại giùm em. Ủa sao in đơn thất bại rồi. Tin nhắn giúp em nha chị. Rồi ok mình gắn nha. Chút xíu là chị nghỉ like gì chị đếp tin nhắn cho. Nha lưu buôn có thời gian á. Rồi ra đơn đi, ra đơn cho Vi Huyền để sao ở đây ra không được. Rồi còn một em set bộ 3 nè nè mọi người nè. Ai chưa chốt được em set bộ 3 nè, ngay nhanh tay ngay vào liền chốt set bộ 3 giùm mình nha. Siêu đẹp luôn nha. Rồi ok ok, chị thấy rồi, chị thấy rồi, chị đọc lên cho em rồi đó. Rồi set bộ 3 này bao gồm là một áo dây. Mọi người nhìn cái áo dây của nó cũng xịn như vậy nè, chứ đừng có nói là cái gì á mọi người ha. Áo dây không mà vải nó đẹp như vậy nè. Đây, tan của nó nè. Trời ơi, hàng đúng hàng cao cấp luôn nha.
Cái form thì khỏi phải bàn luôn nha. Rồi một cái áo khoác nữa ha mọi người ha. Rồi 99k xếp bộ 3 giùm em. Rồi toàn bộ là chuẩn sấp xịn luôn nha. Ai mà chưa theo dõi cứ nhấn theo dõi nha. Hè này là bao xịn bao chất cho mọi người luôn nha. Rồi lên đơn giùm em 99k. Trời áo khoác nó dễ thương tới mức nó xịa lai xịa tà. Nó dễ thương lắm luôn mọi người. Trời ơi vải xô xịn lắm. Cái xô áo khoác của nó cũng đẹp nữa nha. Rồi bộ 3, ai chưa chốt được bộ 3 lên xếp bộ 3 giùm em ha. 99k xếp bộ 3. Rồi 99k xếp bộ 3 nha. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài chấm chấm đi mọi người ơi. Rồi cái này nó cũng có một cái dây đai nè. Một cái dây đai. Trời ơi mấy cái này đẹp không. Trời ơi mấy cái này đẹp lắm. Trời ơi cái này mà bận lên chứ cưng xỉu luôn á. Bận lên chứ cưng xỉu luôn, mang cái dây đai vô nữa cưng xỉu luôn nha. Rồi ai chút mã này lên mã đen giùm mình nè. Rồi mã đen này tặng luôn có tình yêu 65k đen nha. Có một cái dây đai luôn nha mọi người nha. Toàn bộ hàng Quảng Châu với hàng Hồng Kông không mà đẹp không mà nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em. Ai chút này lên đơn đen đen nha mọi người nha. Đen tặng luôn 65k thôi. Đen 65k. Đen 65. Ai chút đen lên đen nha mọi người nha. Đen 65k. Cái set này nó còn màu này nữa nè mọi người ơi. Cái set bộ 3 nó còn màu này nữa nè. Set bộ 3 còn màu này nữa các bạn ơi. Nó còn màu này tới XL nữa nè mọi người nè. Nè cái màu này là nó khác nha mọi người nha. Nó khác với màu kia đây ha. Cái áo của nó, cái áo đầm của nó màu nào là cái khoác nó đi chung là nó trùng màu như vậy nha mọi người nha. Rồi xếp bộ 3 cam nè. Ai chúc cam này lên cam giùm mình nha. Comment bộ 3 cam. Rồi bộ 3 cam giùm mình nha. Ai chúc bộ 3 cam lên bộ 3 cam. Bộ 3 cam. Trời ơi mọi người ơi, nhìn hồng nó đẹp như vậy nè mọi người nè. Rồi ai chúc hồng lên hồng giúp mình. Ở dưới là nó dạng như đuôi cá nè các tình yêu ơi, đẹp xỉu luôn. Cái này đẹp cực kỳ luôn nha mọi người nha. Đây, xách ra cho mọi người nhìn. Cái này là size của nó là size to nha mọi người nha. Con này size to á, con này phải 60kg. Con này phải 65kg quay đầu giùm mình. Size 2XL nha mọi người nha. Con này size tới 2XL. Ai chúc hồng lên hồng giùm mình ha. Và cái con hồng này mình còn mấy con nè. Cái con hồng này mình tặng cho các tình yêu luôn với giá là 65k thôi. Hồng 65k giùm mình nha, bao xịn bao đẹp nha, đi đám đi tiệc không sang hoàn tiền nha mọi người luôn. Hồng giùm em 65k tay nè. Sang lắm luôn nha mọi người nha, 65k giúp em. Hồng 65. Hồng 65k. Cái này cái gì nữa đây? Rồi bộ 3 nó còn màu này nữa nè mọi người ơi. Ai chúc bộ 3 lên bộ 3 nha mọi người nha. Hồng 65 nha chị Nguyễn Bích Thập. Đó cái đó bộ 3 nó bỏ vô luôn đi khỏi cần thiết. Trời cái đen đẹp lắm luôn á. Cái đen đẹp. Ủa sao kỳ vậy? Sao mấy này nó mình đơn người voi. Chờ một xíu nha mọi người nha, nó bị lỗi mạng. Không anh build được á, chờ một xíu ha. Nhiều lắm nhưng mà đồ bộ, áo lẻ, áo đồ tùm lum á. Tùm cái tên này nó tới hai cái bao đen to. Rồi đen đen nha. Có nhảy lên là đường đâu mà ra. Có thể đúng mạng của nó không sao kia. Rồi ai chúc đen lên đen nha mọi người nha. Ai chúc đen lên đen nè, siêu cưng luôn nè các tình yêu ơi. Đen này là dạng như đuôi cá phía sau nè, siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã đen đuôi cá cho mình nha. Đen đuôi cá tặng luôn 59k đen đuôi cá. Rồi con này cỡ khoảng 50kg quay đầu cho mình ha. 50kg quay đầu đen đuôi cá cho mình nha mọi người nha. Ai chúc đen đuôi cá lên đen đuôi cá này 59k. Đen đuôi cá 59k. Lôi ra cục đi con. Lôi ra cục vui đi con. Lôi đang cục vui ra. Ôi trời ơi mọi người ơi. Mọi người ơi đẹp lắm luôn nha. Cái này chắc để dành Tết bán được á. Cái này để dành Tết bán được á. Trời ơi ai chúc đỏ lên đỏ giùm mình nha. Size M. Đỏ size M. Cái này hàng xịn luôn nha. Cái này Tết được nè mọi người ơi. Cái này là gần tới Tết rồi. Mọi người mua để dành Tết mang được nè. Rồi mình tặng luôn con này trái mùa. Tặng 49k thôi. Siêu đẹp luôn nha. Xịn đét luôn. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em 49k vải xịn lắm. Size M. Size M nha.
Rồi đỏ 49k cho Phan Hạnh. Đỏ 49k em còn nữa, nhưng mà để em coi thử cái bao nào nha. Mạng nhà em yếu quá coi không được. Nó lộn xộn á nha. Lai bộ satin không chị? Satin hả? Satin để chị coi thử nha. Có khách yêu cầu rồi chứ còn bây giờ hàng này nhiều quá nè, chị đang like cái hàng này cho nó gọn bớt nè. Lôi lên trên đây rồi là nó chiếm chỗ á. Rồi đỏ cho Phan Hạnh. Mẹ cái này có đi với cái xe chị không? Mùa 3 nè. Hai chút cái đỏ đấy nữa chờ xíu nha. Trời ơi đẹp chứ. Trời ơi mấy bộ này là có đăng trên ấy hết nha mọi người ơi. Có đăng trên trang hết nha mọi người nha. Cái này dạng quần ôm á mọi người, quần ôm với cái áo này nha. Đẹp nhất cái nách luôn mọi người ơi. Rồi cái set này tặng luôn 69k thôi. Cái này mua đen dữ lắm luôn nha mọi người. Cái này mua đen cực kỳ luôn, 69k thôi các tình yêu ơi. Cái này size L nha mọi người ơi. Size L chắc cỡ khoảng 50 cho tới 60kg á các tình yêu. 50 cho tới 60kg giùm em nha. Cái thun là khỏi phải bàn về chất nha. Nè coi dạng mạnh nha, 60kg quay đầu là thoải mái luôn á. Đẹp cực kỳ. Cái nào mọi người bận lên không đẹp không lấy tiền luôn, siêu đẹp. Rồi ai chốt mã này lên mã riêu nha mọi người, 60kg quay đầu trời đẹp cả, đẹp dã man luôn. Cái này mọi người lên trang mọi người coi trời nó bận lên đẹp lắm. Rồi 69k cho chị Nghi Nguyễn nè. Anh cầu chờ em lên lo tao đang chắc nha. Bao này để em gom á. Gom xong cái là em đẩy vô trong cái bao này. Nói chung là cứ gom ở trên lôi xuống á. Lôi rồi là nhét vô, cứ đếm ở trên kệ của nó, đếm xuống xong là cứ lôi vô bao đây rồi nhét vô trong bao này, trong bao tải xanh này nó còn quá trời 3-4 bao đen vậy. Đó, đỏ hoa mai đó. Hoa mai đỏ đó còn một bao nữa đó mà không biết nằm ở đâu. Nó lộn xộn lắm. Thảy vô lộn xộn trời ơi, nó đẹp nè. Nước nách luôn á mọi người ơi, nó sang giả mang luôn nha. Quá sang luôn mọi người ơi, siêu đẹp luôn nha. Ai chúc mã này lên mã riêu giùm em nè. Rồi riêu này em tặng luôn 69k thôi, không đẹp hoàn tiền ha. Rồi size này size XL của Hàn Quốc nha, cái này của Hàn Quốc. Cái này 60kg là dư vừa thoải mái cho mọi người luôn nha. Nếu mà cao là có thể 65kg cho mọi người nha. Nếu mà trên mấy 6 có thể 65kg lần ha. Còn dưới mấy 6 60kg cho em, trời ơi đẹp xỉu luôn. 69k mọi người cứ nhìn tan đó là ngoài biết nha. Hàng của Hàn Quốc nha mọi người nha, bao đẹp luôn ha. Rồi ai chúc lên đơn riêu giùm em, đẹp lắm. Riêu nha, chất là bao xịn nha mọi người luôn. Ai mua hàng của bên em là biết rồi. Cái nào hàng shop là kêu hàng shop. Nghe Nguyễn là cái bộ đồ nè. Cái đó là của Phan Hạnh. Rồi riêu cho chị Nguyễn Bích Thạch nè. À, dự bị cho Phương Linh Lê nè, giờ có đơn chưa? Có rồi không? Phương Linh Lê có đơn chưa? Rồi một em body, trời ơi đẹp chưa? Free size. Em body này free size nha mọi người nha, chất len xịn sò như vậy nha. Rồi ai chốt body lên body. Body xám giùm em nè. Body xám 59k giúp em ha. Trời ơi cái này mà bận lên là đẹp xỉu luôn nè. Rồi free size nha mọi người nha. Free size, trời ơi chất của nó nè mọi người nè. Siêu đẹp luôn nha, chút xám lên xám giùm em. Ai chút body xám lên body xám nha mọi người nha. Rồi 59k body xám. Body xám 59k. Rồi riêu cho chị Nguyễn Bích Thạch là cái này nè. Trời ơi, áo khoác nó đồ nhiều lắm mọi người ơi. Nhiều cực kỳ luôn. Đây, y chang luôn. Cái áo này em có cái nè mọi người nè. Em có cái y chang gì luôn nè. Có màu xanh. Rồi ai chút trắng lên trắng nha mọi người ơi. Tặng con này 49k thôi. Cái này dễ thương lắm, bằng áo ngực bra bên trong nha mọi người nha. Rồi trắng 49k giùm em. Rồi xám cho Nguyễn Trúc nè. Rồi ai chút lên đơn nha. Riêu dự bị cho chị Nguyễn Thật mà dự bị cho Phương Linh Lê đi. Cái riêu đó dự bị cho Phương Linh Lê. Nguyễn Trúc em lên đơn nha, lên số điện thoại em chị luôn đi em. Rồi ai chút trắng lên trắng 49k nha, free size. Cái này dễ thương cực kỳ luôn. Cái này nè, cái này đẹp lắm. Trắng như mình, trắng 49k.
Trời ơi, một em đầm dạ hội đuôi cá mọi người ơi. Một em đầm dạ hội đuôi cá nha, ngoài là đỏ đô đô chứ không phải là đỏ tươi như vậy đâu nha. Cực kỳ đẹp luôn. Xịn sò mà đẹp nha mọi người ơi. Rồi size này cỡ khoảng 55kg quay đầu. 55kg quay đầu. Ồ, con này mà bận lên là thôi nhức cái nắp luôn. Rồi con này mà bận lên nhức cái nắp luôn nha dạ hội. Ai giúp dạ hội lên dạ hội nha. Dạ hội mà cái size này là mọi người dễ bận cực kỳ luôn á. Rồi 50-55kg cho mình nha mọi người nha. Ai chúng ta comment cho mình là dạ hội, mã dạ hội giùm mình nha. Dạ hội 79k. Dạ hội 79k đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi nè, nó đẹp như vậy nè. Rồi dạ hội 79k giùm mình. Đẹp lắm, cái form đẹp cực kỳ. Dạ hội 79k. Chúc cái sáng nè. Đây hồi nãy ai chưa chúc được cái beo nè. Ờ có một cái beo nữa mà biết mẫu gì nha. Rồi cái len này đã bị dơ rồi nè mọi người. Một em cái này em len đầm suông nè, bị dơ nè. Dơ em tặng 25k, comment dơ đem tặng 25 nè. Dơ 25 nha, trời ơi đẹp lắm. Nè nó dơ xíu ngay đây nè, một chấm nhỏ ngay đây nè mọi người nè. Rồi comment mã dơ đi, dơ tặng 25k về mọi người giặt sơ giùm em ha. Rồi dơ 25, dơ 25. Rồi dạ hội cho Mai Hoàng. Trời ơi đẹp lắm Mai Hoàng ơi, đẹp lắm. Rồi dơ cho Vi Huyền. Trời ơi, cái dạ hội đó mà về mày đi đám thì thôi rồi, không thể nào mà chịu nổi. Siêu đẹp luôn. Trời ơi đây nè. Trời ơi đẹp lắm. Thiệt sự luôn á, em vô em mua cái lô này phê luôn á, đẹp lắm, mở ra cái nào cũng đẹp, mở ra cái nào cũng đẹp hết trơn, nó nhìn vô là thấy phê rồi. Biết sao không? Cái này mùa dịch á người ta không bán, người ta trả mặt bằng á, người ta dọn về á. Dọn về nhà á, hình như là người ta không có trưng bày được, thành nên là hình ảnh nên là chỉ có trên trang thôi đó, rồi là bây giờ nó về nhà nó bán ha, kiểu như nó bán trên nó có cái app á, nó có cái gì đó, nói chung là nó bán ở trên gì? Trên à, không phải Shopee mà nó bán ở trên kiểu như là cũng như cái gì đó, nói chung là gì mà quên rồi. Không phải Lazada đâu, nói chung là trên Google gì đấy, nói chung là trên gì đó mình lên gì? À, trên website á, đúng chính xác trên website á. Đẹp lắm luôn các tình yêu ơi, xỉu luôn cái da beo nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi da beo này tặng 79k dập ly nha mọi người ơi, nó dập ly nè. Đẹp lắm luôn ha. Ai chúc da beo lên da beo giùm em nha, tặng luôn 79k free size. 40 cho tới 60kg bận được á. 40 cho tới 60kg bận được em này nha. 40 tới 60kg ai chúc da beo lên da beo đẹp xuất sắc. Rồi da beo 79k toàn đẹp không à. Da beo 79k nha mọi người nha, đẹp lắm, cái vải quan trọng chất vải nha, vải đẹp xỉu luôn á, đẹp lắm. Con này là đẹp xuất sắc. Sao này với mình chưa lấy cái nào ta? Này lấy được 2 cái rồi đó. Rồi nãy là lấy được 2 cái, nguyên hiện cái dơ đó. Cái đầm len suông đó, suông dơ đó. Rồi beo 79k cho Hồng Hạnh. Beo 79k cho Hồng Hạnh đẹp lắm Hạnh ơi, phê luôn, ôi giời ơi mọi người nhìn nè. Cưng xỉu luôn nha mọi người ơi, chấm bài xe like đi, cưng xỉu luôn. Đây chịu nổi đời không, trời ơi nó đẹp dã man luôn nha. Rồi tặng cái set này 79k set len nha. Trời ơi xịn sò kinh khủng khiếp. Rồi 79k. A chúc len lên len 40 cho tới, con này là size của nó 40 cho tới 55kg là bận đẹp nha. 40 tới 55kg bận đẹp cái em set len này, trời ơi xuất sắc luôn. Rồi len giùm em nha. Rồi len 79k, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn á, ai mà nhận cái set này về bao phê luôn nha. Nó quá thơm, nó quá thơm tâm lừng à. Này quá thơm tâm lừng, bỏ cái dây vô luôn nha, để qua lấy dây á. Rồi lên 79 cho Nguyễn Trúc nè. Trời đẹp lắm, còn nhiều lắm, nói chung là nó tùy theo bao á, mình chẳng biết được cái bao nào. Lai đại thôi. Tới là mười mấy bao. Cái này kiểu của nó hay là sao vậy trời? Kiểu nó tuột vai vậy đúng không mọi người. Rồi ai chúc áo lên áo giùm mình nha. Ai chúc áo lên áo giùm mình nè. Rồi tặng con áo này 35k free size nha. Con áo này 35k free size giùm mình chắc lên luôn nha. Comment áo 35k. Cái này kiểu của nó đúng không mọi người. Cái này kiểu của nó chứ nó điều hai vai mà đúng không à. Rồi ai chúc lên đơn nè. Rồi áo giùm mình 35k free size 70kg cũng vừa con này luôn nha. Vi Huyền con này nè. Bỏ cho lên lộn. Vi Huyền con áo lên đây nè nha. Vi Huyền con này, còn Nguyễn Trúc này 79k, ghi 79k đi, để 79 không biết cái 79 gì. Trời ơi. Xuất sắc chưa?
đẹp lắm luôn mọi người ơi, xỉu luôn, đẹp cực kỳ luôn nha mọi người ơi, cái này siêu đẹp luôn á, ai chút đen lên đen. Trời, cổ của nó là đắp chéo nha mọi người ơi, cổ nó đắp chéo mà nó có may dúm 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 xếp ly với phần bên hông nè. Màu đen nó bị chá màu, mọi người không có nhìn thấy rõ nha. Trời ơi, đẹp xuất cô mà sắc luôn, siêu đẹp luôn nha. Rồi con Nhung này là size của nó, size XL nha, của Hàn Quốc nha, cái hàng này của Hàn Quốc nha mọi người nha. Hàng này là của Hàn Quốc giùm mình nha, nói chung là đa số hàng nhập nhiều lắm. Cái shop này là nói chung là cái shop xịn là nên hàng nhập hơi bị nhiều. Rồi ai chúc mã Nhung lên, mã Nhung tặng luôn 79k mã Nhung giùm mình. 79k Nhung nha. Cái này mình nghĩ chắc cỡ khoảng 50-55kg thôi mọi người ơi, 55kg. Nếu mà trên 1m6-1m65 như mình là có thể 60kg nha. Còn mà dưới 1m6 là cỡ khoảng 55kg quay đầu. Trời ơi, đẹp xỉu luôn. Rồi ai chúc Nhung đen lên, Nhung đen 79k. Rồi còn cái beo nữa nè, hồi nãy ai chưa chốt beo được chốt đi nè. Nó thành nên nó nằm lộn xộn mình đâu biết được đâu. Hồi nãy ai chốt beo nè. Ai chốt beo nè mọi người ơi. Rồi áo cho chị Trinh Nguyễn nè. Rồi nãy ai chưa chốt beo được lên beo nè mọi người nè. Hồi nãy ai chốt beo nè. Rồi beo cho chị Nghe Nguyễn nè. Ok nè, nãy còn con beo nè, chốt cho chị Nghe Nguyễn nha. Rồi đẹp xuất sắc luôn chị yêu ơi. Em nói thật sự nha, ai nhận con beo này về không xịn em hoàng. Thấy không? Cái này áo nè, áo nè, cái này cho Vi Huyền nè. Vi Huyền đâu, áo dơ đó, dơ 25k Vi Huyền kìa. Đúng. Đi lẻ. Đi lẻ, cái áo đó là một áo nữa nè, của chị Trinh Nguyễn nè, có đơn hết mới thảy ra đó. Rồi cái đơn này của Nghe Nguyễn nè. Có một cái dây đai đó nha, để lộn á. Trời ơi, mọi người nhìn áo nè. Chất lượng luôn. Chất lượng luôn nha, hello em yêu. Rồi ok chị Nghe Nguyễn nha, em chúc cho chị rồi nha. Trời ơi đẹp lắm, xuất sắc luôn nè. Tay loe như vậy nha mọi người ơi, cưng xỉu luôn. Rồi size này của nó là size toàn bộ hàng shop hết như vậy nè mọi người ơi, phê lắm. Rồi em này size nhỏ rồi mọi người ơi, em này size nhỏ nè. Em này từ khoảng 40 cho tới 50kg thôi nha. 40 tới 50kg tay loe này như vậy nè. Sang giả mang luôn nha. Rồi ai chúc mã đen này comment đen thiêu giùm mình. Comment mã đen thiêu nha, cái này hàng hiệu luôn á. Rồi đen thiêu giùm mình ha, rồi đen thiêu này mình tặng 65k thôi. Đen thiêu này 65k hàng hiệu nha mọi người nha. Hàng hiệu luôn. Cổ rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã đen thiêu. Size nhỏ ha mọi người ha, size nhỏ giùm em. Nói chung là cái này nó cái dạng suông á, nó free size sao nha. Đẹp lắm. Đẳng cấp luôn. Rồi đen thiêu cho Ngọc Linh. Ở xếp bộ ba rồi nhiều lắm mọi người ơi. Rồi cái này là cái gì đây? Đây cái này một cái áo dây. Áo dây mà nó kỹ nó bỏ bên trong này. Cái set này mình có đăng này, set vàng này có đăng này. Ai nhanh tay được con set vàng này để coi thử mình vừa tháng bộ. Từ từ nha, coi thử cái này được nhiều không. Mình không biết được là nó bao nhiêu. Cái này to lắm không vừa được. Rồi ai hôm nay mà size to là hốt mấy em này về là bao sướng nha. Cái này có đăng luôn nè mọi người nè. Cái set vàng này, set vết vàng này mình có đăng trên trang luôn nè. Ai mà thấy là biết nè. Đó, cái vết vàng này là có mẫu mình đăng ở trên cái đầu tiên luôn nè nha mọi người nha. Đây, trời ơi, cưng xỉu luôn. Size to nha, ai size to hút ngay và liền em này giùm mình nè. Em này là size. Rồi, em này size cỡ khoảng 60-65kg. Trời ơi, mọi người size to, người khó mua cực kỳ luôn á. Khó mua lắm luôn nha. Nhưng mà hôm nay được cái mấy con này là mọi người phê luôn nha. Được áo kiểu, được đồ kiểu bận luôn ha. Rồi nó có một áo dây bên trong luôn nha. Mình bỏ riêng áo dây ra, áo dây khỏi phải dơ lên. Rồi ai chút vàng lên vàng giùm mình. Rồi cái này mình tặng cho các bạn yêu luôn ha. Cái set này 89k thôi. Cái set vàng này 89k, không xịn hoàn tiền. Trời ơi xịn đét luôn. Nó tới 3 món nha mọi người nha. Set này nó tới 3 món. Cái này quần đùi mà chị, quần đùi nó dễ bận đúng rồi. Rồi 65kg quay đầu nha. Cái này nếu mà cao có thể hơn luôn á nha mọi người nha. Cái này hái đi lờ bự lắm. Cái này nếu mà cao có thể hơn, cái này đẹp cực kỳ luôn. Quan trọng cái chất vải nha mọi người ơi. Chất vải là thôi khỏi phải bàn về chất rồi nha. Chất là xịn đét luôn. 89k nè, ai chút vàng lên vàng. Cái này 3 món này để lộn nè. Rồi 89k giùm em vàng nha mọi người nha. Vàng vàng nha các tình yêu nha. Ai chúc vàng lên vàng, các bạn đã mang sang nhỏ là mình hốt ngay và liền rồi. Rồi ai chúc rút lên rút nè, rồi tặng luôn 35k rút nè. Hồi nãy ai chưa chúc áo được lên áo nè. 35k rút giùm mình nha.
Rồi ai chốt lên đơn free size nha. Cái này free size á, dễ bận lắm. Nói chung là cỡ size nào cũng vừa nha, 70 cũng vừa, 75kg cũng vừa luôn nha mọi người nha. Rồi ai chốt mã này lên mã áo cho mình nè, mã áo, áo nha mọi người nha, nó lộn vô đó, áo 35. Rồi vàng cho rút 35 cho Trương Cẩm Linh nè. Rồi vàng vàng 89 cho Thi Võ nè, dự bị cho Loan Lê. Vàng đó dự bị cho Loan Lê, đẹp lắm luôn á. Cái vàng đó mà sẽ nhỏ là mình quất rồi, không có tới mọi người quất đâu. Giờ nãy đưa rồi. Còn thật phải giờ phía trước không? Đúng không vậy? Trời ơi đẹp chưa? Một em body nữa nè mọi người ơi. Cổ đó đính đá nè. Cổ đính đá nè. Trời ơi đẹp xỉu luôn nha mọi người nha. Rồi ai giúp đỏ lên đỏ giùm mình nè. Rồi tặng con này 59k thôi. Siêu đẹp nha mọi người ơi. 40 cho tới nha. Nói chung cái len này nó dễ bận, nhưng mà từ khoảng 40 tới 50kg đi bận cho nó đẹp nha. 50 hoặc 55kg nha. Trời ơi cái đá cổ nó siêu đẹp luôn nha. Rồi tặng luôn 59k thôi. Ai chốt lên đơn giùm mình nha. Đỏ 59k đẹp xỉu luôn. Rồi đỏ 59k nha mọi người nha. Cái này mọi người nhìn ở ngoài mọi người mê liền cái dàn đá này nè. Ống ánh kinh khủng khiếp luôn. Dàn đá này đúng dàn đá xịn luôn nè mọi người thấy không? Đẹp dã man luôn. Rồi ai chốt lên đơn nha. Ai chốt lên đỏ. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm mình nè. Rồi comment đỏ 59k free size á mọi người ơi. Đỏ 59k. Rồi xám này là nó dạng dạ nha mọi người nha. Xám này là nó dạng áo dạ nè mọi người nè. Rồi xám nha mọi người nha. Rồi ai chút xám lên xám cho mình nè. Rồi xám này là tay dài nha, dạng dạ luôn. Rồi xám này mình tặng cái thì 49k xám nè. Rồi xám này là size của nó là từ khoảng 50-55kg nha mọi người ơi. 50-55kg nè. Bạn nào cao có thể 60kg được luôn nha mọi người nha. Rồi ai chút xám lên xám 49k xám nha. Xám 49k. Lâm Khôi, Bảo Khôi nè. Chút sao rồi nha, vàng sao rồi nha. Em chị lên số điện thoại chút xíu nữa có chút gì chị ra đơn ha. Rồi comment xám 49k xám. Xám 49k. Rồi cái này là bộ 3 luôn hả? Hả? Rồi cái nào không biết thì hỏi nha. Rồi cái này nó có dây đai nè mọi người ơi, nó có dây đai nè. Trời ơi mấy cái này đẹp không à mọi người ơi, đẹp lắm. Này mấy này áo xịt nè mọi người ơi, cái này có trên trang luôn nè, trời ơi đẹp lắm. Cái này cũng size to luôn nè. Rồi ai 60kg quay đầu thì mọi người chốt nha. Cái này nó có cái dây đai này nè. Dây đai nào mà cũng muốn xài, xài cũng xài cũng không xài cũng được không sao nha mọi người nha. Ai thích xài xài cũng xài thôi ha. Rồi ai chốt lên đơn giùm mình ha. Rồi comment mã đen đi, hoa đen giùm em ha, hoa đen. Hoa đen này tay nó phăng như vậy nha mọi người nha. Tay phăng rất vai siêu đẹp như vậy nè. Rồi hoa đen này em tặng đi mọi người ơi, em tặng mọi người 59k. Em hoa đen này 59k dễ thương lắm. Hoa đen 59k mọi người nhìn tan nó mọi người biết hàng xịn nè. Xịn đét luôn nha mọi người nha, xịn đét luôn á. Em tặng 59k con đen này 60kg quay đầu. 60kg quay đầu nha, siêu đẹp luôn á, nó phăng lớp lưới bên trên cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Cái ren của nó rất là xịn, nó không phải như ba hàng rẻ tiền đâu nha mọi người nha. Ai chút đen lên đen 60kg quay đầu. Cái này đi đám đi tiệc bao sang nha mọi người luôn nha. Ai chút ren lên ren. Cái bè này xếp vô chưa? Chưa luôn hả? Chưa. Xếp 89k hả? Ra đơn rồi mà. Quà hả? Biết. Gì kỳ vậy? Vàng ra đơn nãy rồi mà. Thi Võ dù bị lăn lên đi đi. Rồi tiếp tục một em set nữa nè mọi người ơi. Trời ơi toàn là đẹp không như vậy. Cái này là set này là model nè mọi người nè. Cái này á là nó buộc như vậy nè mọi người ơi.
hai món đúng không? Đó, nó buộc như vậy rồi. Một cái em này em áo dây nha mọi người nha, em này áo dây nè. Rồi siêu cưng luôn á mọi người ha. Rồi ai chút xếp sọc lên, xếp sọc nè, đây nè, nó như vậy nè. Trời ơi cưng xỉu luôn nha, con này cưng xỉu luôn nè. Rồi con này từ khoảng 40 cho tới 50kg nha, 40 tới 50kg cho nó đẹp. Nếu mà cao 55kg là vô tư luôn nha. Ai chút xếp sọc lên, xếp sọc giùm mình nè. Trời ơi nó xịn như vậy nè mọi người ơi, toàn bộ hàng xịn không nha. Rồi xếp sọc này tặng luôn 59k thôi. Sọc 59k giùm mình nha. Cái này nói chung cứ cao cỡ nào á là mọi người buộc là buộc theo cái kiểu. Nếu mà ai mà model á mọi người biết nha. Cái này cột nơ qua, cột xong rồi buộc nơ lại nha mọi người ơi. Siêu đẹp luôn á, sọc này đẹp lắm. Rồi sọc luôn ha mọi người. Ai chút sọc lên sọc gì? Ba món chơi, cái đó có một áo đen nữa đây nè. Rớt áo đen ra đây rồi nè. Ờ, đưa cái áo vest đây chị cho ship, ship áo vest sao kỳ vậy? Để im trong bao. Người ta đã sợ lên màu ra, người ta bỏ vô trong bao rồi lại đi. Lấy cái áo đen bỏ vô trong bao lại. Bỏ vô cái bao này rồi. Đúng rồi. Bỏ vô trong bao rồi lại bỏ tiếp một cái bao nữa, cái đó bao mới của người ta mà nói gì vậy? Đó rồi là lấy bộ đó bỏ cho em như hồi nãy ship vào ba đó. Rồi sập cho body đính đá. Body đính đá là cái đỏ này hả Thảo, Thảo Nguyên ơi, cái đỏ này đúng không em ơi? Cái gì nhìn kỳ vậy? Số dài đại đi, mở vô đi. Rồi sập cho Phan Thị ra đơn nha Phan Thị nè. Rồi đính đá này đúng không Thảo Nguyên? Đúng ok nha Thảo Nguyên nè. Đúng ok nha em nha. Sập để cho Phan Thị, cho Thảo Nguyên. Trời ơi đẹp chưa. Rồi xanh đen xanh lờ. Rồi chờ chút xíu nha Lâm Bảo Khôi ơi, chờ xíu nha. Rồi ok nè, đính đá cho Thảo Nguyên nè. Rồi xanh đen nha mọi người nha. Ai chút xanh đen lên, xanh đen nó có dây cột qua eo nha mọi người nha. Toàn bộ hàng đẹp như vậy nè mọi người ơi. Rồi xanh đen. Rồi xanh đen này 60kg quay đầu giùm mình luôn ha. 55 cho tới 60kg nha. Cái tay dài mà ren như vậy mọi người mua rất là hiếm, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Cái này dính gì đây nha? Cái này dính lông. Rồi xanh đen, xanh đen. Rồi tặng con xanh đen này cho cái thương hiệu 69k thôi. Xanh đen 69k. Cột nơ lại là bao xinh luôn nha mọi người nha. Rồi xanh đen 69k giúp mình nè. Ai giúp xanh đen lên xanh đen 69k. Xếp kịp không vậy? Xanh đen 69k. Ai giúp xanh đen lên xanh đen nè. Rồi cái set sọc này còn một set nữa nè mọi người nè. Ai giúp này lên đơn nha. Cái set sọc này còn một set nữa nè. Cái này dễ thương dữ lắm luôn á mọi người ơi. Cái set sọc này dễ thương cực kỳ luôn nha. Nói chung á nó size từ khoảng 40 cho tới 50-55kg. Rất là dễ bận luôn ha mọi người ha. Cực kỳ dễ thương. Ai chút xếp sọc lên xếp sọc giùm mình. Chỉ có 59k thôi. Thun là cái này chất là nó xịn, xịn đét luôn. Vải rất là đẹp nha mọi người nha. Không có nha Khôi Lâm Bảo Khôi ơi. Em chút sao rồi nha. Người ta chốt trước rồi cưng ơi. Em chút sao rồi. Để coi thử còn xếp nào thì chị chốt cho nha. Là cái xếp sọc đó có mẫu bận lên chắc đẹp á. Cái xếp sọc đó đẹp lắm mọi người. Trời ơi đẹp dã man nữa nè. Một con body siêu đẹp luôn nè mọi người. Free size nữa nè mọi người nè. Con này thôi khỏi phải bàn luôn. Nhức nhói luôn mọi người ơi. Cái len mà len nhũ là siêu đẹp nha mọi người nha. Rồi len nhũ siêu đẹp luôn. Rồi tặng luôn 59k comment nhũ free size luôn nè. Con này 40 cho tới 50kg, 52kg bận đẹp ha. Nếu mà cao trơn 16 á là 55kg bật được luôn nha. Rồi ai chút lên đơn thì mình comment mã lên 59k lên. Lên 59k xếp sập nè. Đó lấy xếp đó bỏ vô đây còn được. Rồi lên 59k thì mình ai chút lên. Lên 59k lên. Rồi 59k cho Phan Thị. Nhũ. Trời ơi, ai nhà có người lớn tuổi nè. Mọi người chốt cái này cho người nhà mình đi nè. Siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, đẹp dã man chưa. Rồi cái này ai lớn tuổi chốt ngay và liền con này nha mọi người nha. Rồi con này size tới 2XL nè mọi người. Hàng của Hàn Quốc nha mọi người nha. Con này là của Hàn Quốc chính hãng luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha mọi người nha.
Rồi ai chúc mẹ này lên mã xám giùm mình nè. Rồi tặng con này cho mọi người 79k luôn nha, 79k size 2XL giùm mình. Size 2XL nha, chất là khỏi phải bàn rồi. Hàng của Hàn Quốc là nhập vô, nhập qua là nói chung là nó đẹp xuất sắc luôn. Cái tay của nó cũng đẹp nè, tay phòng siêu đẹp nha. Ai chúc xám lên xám. Rồi xám xám nha mọi người ơi, nhủ chốt cho Phan Thị rồi. Này chúng ta cột vô cọc đi nha, cái này nhé. Cột vô cọc. Rồi xếp nữa nè mọi người nè. Trời ơi cái đó đẹp lắm, cái ai ai mà có người nhà lớn lớn tuổi mọi người chốt cái đó đi, cái đầm hồi nãy siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi đây ha mọi người ha. Rồi xếp xanh nè. Ôi giời ơi cái áo nó bị dơ rồi mọi người ơi, cái áo nó dính cái gì vậy? Cái áo này ai về giặt đi nè. Cái này là cứt dán mọi người ơi, dán nó vào đây nó ị nè. Cái này cứt dán chắc là giặt ra đấy. Dán nó vào đây nó ị nè mọi người nè. Nè cái set này là comment set dơ đây nè, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn nè mọi người nè. Trời ơi đẹp lắm luôn á, cái quần thì ok. Còn áo sao mà dán nó vô nó ị vô trong đó nè. Trời ơi đẹp chưa, bộ ba nè. Nó có một cái dây nữa nha mọi người nha. Trời ơi mọi người nhìn áo nó đẹp như vậy nè mọi người ơi. Trời ơi nó ị vô đây. Rồi ai chút set này lên set dơ giùm mình nè. Rồi set dơ này mình tặng 25k nha. Set dơ này mình tặng cho mọi người 25k thôi nha. Xịn lắm luôn á, nhưng mà nó bị dán ị vô mình tặng 25k. Cái quần này không mình đã bán được 35k rồi đó, nhưng mà mình tặng nha, lâu lâu thỉnh thoảng mình tặng ha. Lâu lâu thỉnh thoảng tặng cho mọi người nha, siêu đẹp luôn. Rồi dơ, xanh dơ tặng nha. Xanh dơ tặng giùm mình nha, xanh dơ tặng size to nha, size này 60kg lận á. Size này 60kg nè, xanh dơ nè. Xanh dơ tặng giùm mình, xanh dơ tặng 25k. Dơ tặng 25, ai chúc dơ tặng lên dơ tặng 25 nha. Xanh dơ tặng 25k giùm mình. Rồi xanh dơ tặng. Xanh dơ tặng cho Thi Võ. Nè cái bao xịn này bỏ vô bao này đi, cái bộ xanh dơ tặng bỏ vô bao đó đi. Trời ơi đẹp nhất cái nhói luôn mọi người ơi. Gu xì nè mọi người nè. Gu xì nè, trời ơi phê chưa, nhất cái nách luôn nha. Cái này là dạng phơm rộng nha mọi người nha, dạng phơm rộng giùm mình nha mọi người nha. Dạng phơm rộng giúp mình ha mọi người ha. Áo nó phơm rộng vậy đó, nhưng mà cái bộ này cỡ khoảng 50kg quay đầu giùm mình, 50kg nó mà ai cao là 55kg nha. Cái áo của nó là kiểu phơm rộng như vậy nha mọi người nha, phơm rộng siêu đẹp luôn. Ai chốt set trắng lên set trắng giùm mình 65k set trắng giùm mình nha. Set trắng 65k giùm mình, trời ơi dễ thương dã man luôn. Xếp trắng 65k, trời ơi, mọi người nhìn cái áo của nó nè. Xịn như vậy nè mọi người nè. Xịn đét luôn nha. 65k. Ruốc gì, gì Bình Nguyễn chốt ruốc nào vậy? Nè có cái nào ruốc đâu. Bình Nguyễn chốt cái mã nào ruốc vậy? Bình Nguyễn ơi, cầm cái đồ thảy ra đây đi, để lộn đổ chung với đồ đó bây giờ. Thế là mấy cái hàng nào mà còn chưa chốt thì một là phải sát vô trong kia chứ không để nó lộn. Rồi xếp trắng nha Phan Thị. Cái này nó có một dây đai luôn nha, của Hàn Quốc luôn nha, bộ này của Hàn Quốc luôn nha mọi người nha. Trời ơi đẹp lắm. Đây nói chung là mấy cái này là có đăng hết. Thì nhau đá được đạt với cha. Đúng rồi. Rồi cái này sấy teo giùm mình nè. Sấy teo nha, chút xanh lên xanh. Mấy cái này là có hình hết nha mọi người nha. Cái này có hình hết, đang mang dây đai này siêu đẹp luôn nha. Cái này là của nó phía bên trên này là sọc nha mọi người ơi. Cái này size to á, size to nha mọi người ơi. 60kg, 65kg quy đầu giùm mình nè. 60-65kg có túi luôn nha mọi người nha. Nói chung mấy người bạn size to á, mua hàng rất là khó. Và cái kiểu này á, nhìn là bận rất là gọn, không có thấy mình tròn người đâu nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã xanh giùm mình, siêu dễ thương luôn á. Có muốn mang dây đai thì mang nha. Nè dây đai cũng siêu dễ thương nè. Rồi 65k nè, comment xanh giùm mình 65. Xanh 65k. Coi bỏ cái gia đình nào nằm y trong gia đình đó. 65k xanh giùm mình. Ôi bao nó xịn không như vậy nè. Cái này
này. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối luôn, đứt rất đứt mất cái tan rồi. Trời ơi, đẹp chưa? Cái tình yêu ơi. Xanh đen này đẹp xỉu luôn mọi người ơi, xịn lắm luôn, cái này xịn đét luôn nè. Rồi con này size cũng size trên L giùm mình luôn nè. Cái này size trên L luôn nha mọi người nha. Cái này cỡ khoảng chắc cũng phải 60kg luôn á mọi người ơi. Size này 60kg luôn nha, xanh đen nha, xanh đen ngoài đẹp lắm. Nói chung là cái này nó lên hình nó không đẹp bằng ở ngoài nha mọi người nha. Ngoài chất vải rất là đẹp luôn nha. Rồi comment mã VIP giùm mình nè. Comment mã này mã VIP giùm mình nha mọi người nha. Rồi mã VIP này 85k nè. Mã VIP 85k nha, xịn đét luôn nè. Mã VIP 85k. Ủa trời, nó bổ cái gì thì mắt mắt của chị không ạ. Có một cái trứng nha. Cái này quài chó hả? Có một cái trứng. Rồi một em phao nha mọi người. Một em phao chấm bài xe lai nha mọi người ơi. Rồi một em phao giùm mình. Trời ơi đẹp chưa? Rồi ai chúc mã phao lên mã phao nha mọi người nha. Phao này size nhỏ thôi nè. Phao này size nhỏ. Trời ơi phao này đẹp. Coi thử bận vô thử là cỡ bao nhiêu nha mọi người nha. Rồi xanh cho viên đạn. Xanh 85k cho viên đạn. Trời ơi ship cái lắc kiểu kỳ vậy. Rồi ai chúc mã phao lên mã phao giúp mình. Phao này từ khoảng 40 cho tới 55kg á. 40 tới 55kg nha. À, giúp phao lên phao phao xịn nha mọi người nha. Phao này phao xịn luôn ha mọi người ha. Siêu đẹp luôn á. 40 tới 50kg bận đẹp ha. Nếu mà cao có thể 52kg. Ai giúp phao lên phao tặng con phao nè. Các tình yêu luôn 75k thôi phao xịn nha. 75k phao giùm mình. Phao 75k giúp mình nha mọi người nha. Ai giúp phao lên phao 75. Phao 75k. Nó có hai màu nha mọi người. Nó có hai màu, một màu kem và một màu đen nha. Cái này hình như là kiểu như bé bận cũng được đó mọi người ơi. Cái này bé bé nha. Ai có bé bé mà cỡ mà kiểu như nhỏ nhỏ bận được luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc đen lên đen. Ai chúc mà đen lên mà đen. Cái này giống của bé mọi người ơi. Cái này tay thấy nó ngắn ngắn nè. Bé như ai cỡ khoảng 50kg quay đầu là bận được nha. Phao đen 75k phao đen. Phao đen 75k. Trời ơi đẹp xuất sắc. Phao đen 75 nha mọi người nha. Cái này nói chung á là nữ mà nếu mà ai mà thấp thấp người bận được. Sao mình cao mình bận mình thấy cái tay nó hơi ngắn tí xíu ha. Rồi ai chúc đen lên đen. Đen giùm mình nha, 75k nó rẻ bèo luôn á. Phao không bao giờ phao mọi người mua mấy trăm ngàn nha, giống như là rẻ như vậy đâu nha mọi người nha. Phao nó rất là mắc, nó không có rẻ đâu nha mọi người. Phao không hề rẻ tí nào nha. Phao 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 ca, phao kem và phao đen nha. Phao phao kem cho Phan Thị nè. Rồi còn một em phao đen thôi nha. Còn một em phao đen. Ai chúc phao đen lên phao đen nha, nó cao lẻ nữa nha mọi người nha. Rồi cắt một bao nữa nè. Thảo Nguyễn này chúc mà chúc màu lên màu nha. Rồi này một bao này là bao đồ bộ nè mọi người, chấm đây tặng bao đồ bộ này nè mọi người ơi. Rồi cái này đang vô mùa rồi nè mọi người ơi, da cá xịn luôn nè mọi người nè. Da cá xịn nha, hôm nay là nó đang vô mùa rồi nha mọi người ơi. Siêu đẹp luôn nha, ống bo nha, cực kỳ dễ thương luôn nha. Rồi phao đen cho Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn gọi lên số điện thoại đấy nha. Gọi lên số điện thoại đấy nha Thảo Nguyễn ơi. Rồi ai chúc lên đơn nha, comment bộ xanh nè. Rồi comment bộ xanh nha. Rồi xanh này á là da cá xịn luôn nha, tặng luôn 59k thôi. Bộ xanh này 59k giùm mình. Rồi size từ khoảng 40 cho tới 55kg giùm mình nha. Nếu mà cao thì 60kg bận được ha. Nói chung là cái em này dễ bận cực kỳ luôn. Ai chúc xanh lên xanh 59k không bao giờ có đâu nha mọi người nha. Cái này nói chung á là cái này là dạng bo mà cái mùa này là bây giờ vô mùa rồi mà chất thun là dễ bận cực kỳ luôn á. Hàng này là hàng thiêu nha mọi người nha, hàng thiêu nha. Ai chúc xanh này lên xanh giùm em 59k xanh. Cái này hàng thiêu đẹp cực kỳ. Vải rất là đẹp luôn. Rồi xanh 59k giùm mình. Ai chúc xanh lên xanh 59k. Trời ơi bộ trắng nó đẹp. Cái bộ trắng nó đẹp. Rồi xanh 59k cho Thảo Nguyên nè. Rồi ai chúc trắng này lên trắng nha mọi người nha. Trời ơi trắng siêu cưng luôn nè. Rồi trắng cùng 40 cho tới 55kg giùm mình nè. Cái trắng này là tay ngắn nha mọi người nha. Rồi ai chúc mạ trắng lên mạ trắng giùm mình nha. 40 cho tới 50kg. Mạ trắng này 40 cho tới 50kg. Rồi ai chúc trắng lên trắng 59k luôn ha. Cái này nó có một chấm nhỏ tí xíu ha. Y chang như cái đầu kim vậy. Mà cái này là nó
kiểu như là nó cái bao của nó bụi vô thôi, tí xíu như cái đầu kim thôi nha. 59k trắng như mình nè, 50-52kg quay đầu nha. Rồi ok nha, trắng cho Quỳnh, xanh cho Thảo Nguyên ra đơn chưa? Xanh 59k cho Thảo Nguyên nè. Rồi trắng 59k cho Vi Huyền nè. Rồi này cho Vi Huyền nè. Nè Thảo Nguyên nè, Vi Huyền nè. Bộ nhiều lắm mọi người ơi. Đỏ có mấy bộ này, trời ơi, đỏ đẹp xuất sắc luôn nè. Bộ đỏ đẹp xuất sắc luôn nè mọi người. Trời ơi nè, siêu đẹp luôn nha. Ai chúc đỏ lên đỏ nha mọi người nha, đẹp lắm luôn á. Ai chúc đỏ lên đỏ giùm mình nha. Ở ngoài nó màu đô đô chứ nó không có tươi gì đâu nha mọi người nha. Ngoài màu đô đẹp lắm nha. Rồi ai chúc đỏ lên đỏ giùm mình nha. Ai chúc đỏ lên đỏ cực kỳ xịn luôn. Nói chung á cái này da cá xịn nha. Da cá, da cá xịn luôn á. Da cá. Rồi ai chúc đỏ lên đỏ giùm mình ha. Nói chung cứ từ khoảng 40-50kg, nếu cao 55kg ha. Ai chúc đỏ lên đỏ 59k luôn. Tặng hết 59k. Đỏ 59 nhanh tay ngay và liền giùm mình nè. Đỏ 59k, trời ơi đẹp lắm. Đỏ 59, đỏ 59k, đỏ có mấy bộ nè. Cái này vải đẹp cực kỳ. Cái này là nó vô mùa rồi nha mọi người nha. Vải rất là xịn luôn à. Cái này bao cho mọi người xài ha. Rồi đỏ 59k giùm mình. Ai chút đỏ lên đỏ 59k nha. Đỏ còn hai bộ nè. Chấm bài đi mọi người ơi. Cái đỏ này mọi người nhận về không đẹp mình hoàng cho nha. Chốt đỏ 59k nha. Ai chúc đỏ lên đỏ 59k. Đỏ 59k. Đỏ 59. Rồi ai chúc đen. Cái gì cái chị Chi Phan hoài mày. Ăn đi, kêu không lên thế đi. Đi ra đã kêu ông mới đi lên, ông đi lên lầu 3, ông đi xuống, ông đi dạo á. Ra kêu đi. Ai chúc đen lên đen nha. Rồi đỏ 59k Thảo Nguyên nè. Rồi ai chúc đen lên đen. Rồi tặng luôn em đen 59k đen. Đen 59k nha mọi người nha. Đen nó trang như cái màu trắng á ha. Rồi tặng luôn 59k đen. Đen 59k. Ai chúc đen lên đen 59. Đen 59k giùm mình. Chấm bài đi mọi người ơi. Chấm bài xe like. Rồi đen 59k cho cô Nguyễn Hiệp nè. Cô Nguyễn Hiệp chốt đủ đơn, mai con đi đơn luôn nha. Rồi ai chúc mã này lên mã đen chữ giùm mình đi ha. Ai chúc mã này lên mã đen chữ nè. Rồi đen chữ cho mọi người nha. Rồi tặng luôn cái con đen chữ này cho mọi người. Ai hôm nay hên là được nha. Rồi em tặng con này 65k thôi nè. Cái này siêu đẹp luôn ha. Tặng luôn 59k đi đại đi. Đen chữ tặng luôn 59 đi ha. Cho nó lẹ. Rồi đen chữ 59k giùm em luôn. Ai chúc đen chữ lên đen chữ 59 nha mọi người nha. Đen chữ 59k đẹp lắm. Tính bán là 65 đó mà ok, bán 59k đi. Cái này nếu cao có thể 60kg nha. Nếu cao thì 60kg nha. Cái này nè, cái đen đen chữ nè. Đen chữ mà cao là 60kg nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn á. Ai chúc đen chữ lên đen chữ. Comment mã đen chữ nha. Đen chữ 59k. Đen chữ bồ đỏ chút chưa? Chưa đúng không? Nè đen. Đen như cô Hiệp nè. Rồi, đen chữ. Rồi, đen chữ giùm mình nha. Ai chúc đen chữ lên đen chữ. Trời, đen chữ đẹp lắm nè. Đen chữ cực kỳ đẹp luôn nha. Ủa, cái xanh đen này cho Nguyên Đặng mà. Chưa ra đơn hả? Xanh đen hồi nãy Nguyên Đặng. Nguyên Đặng ơi, còn không ra đơn giùm em lại cái Nguyên Đặng ơi. Hồi nãy chúc cái xanh đen 89k đó. 85k chứ đây. Latin hả? Hôm nay do hôm nay tính lên đồ shop này nè. Đồ bộ Latin. Cái ai chúc đồ bộ Latin nha mọi người ơi. Cái ai chúc đồ bộ Latin thì comment mình lên đồ bộ Latin nha nè mọi người nè. Ai chúc đồ bộ Latin nữa không mọi người? Cái ai chúc bộ Latin thì comment nhưng mà comment để mình lên luôn một lần luôn. Cái ai chốt không? Rồi em lên rồi, em ra đơn rồi. Em ra đơn rồi nha Uyên ơi. Em ra đơn rồi.
Rồi ai chúc đỏ lên đỏ nè mọi người. Đỏ 59k luôn nha mọi người nha. Đỏ 59k các ai chúc đôi bộ Latin Satin nè mọi người. Rồi ai chúc lên đơn nha. Ai chúc đỏ đô lên đỏ đô nè. Mọi người chúc đôi bộ nữa mình lên lại ấy. Rồi đỏ 59k cho Văn Thị nè. Của ai đúng rồi đó, cái đó đây rồi, bộ đây rồi. Rồi đó cho Phan Thị nè, cái bộ đỏ này nó bị dơ rồi nè, mình tặng cái thằng yêu nè, tặng cho cái thằng yêu này, nó không có dơ gì ấy đâu, nó bị rách cái bao đầu, bao nó rách tí xíu à. Đầu bao nó rách một tí xíu siêu thôi nha, nó không dơ gì đâu, nó phệt chút xíu siêu ngày nay. Rồi tặng bộ này 45k đi nha, cái này dơ nhẹ tí xíu thôi. Còn men dơ nè, không có dơ gì luôn á, cái này chỉ cần phủ nhẹ là ra nè. Rồi 45k bộ đỏ này đi ha, bộ đỏ 45k tí xí xì à, 40-50kg nha. Còn men đỏ dơ dơ mà không thấy dơ gì, phủi thấy hết sạch rồi. Rồi dơ tặng 45k cho Phan Thị nè. Cái này tặng cho Phan Thị. Rồi có ai chốt nữa không? Có ai chốt đồ bộ nữa không? Đi qua bao đầm nha. Có ai chốt Latin Satin gì không mọi người ơi? Có ai chốt đồ bộ Latin Satin không? Comment giùm mình với. Rồi ok, nhường Loan Lê nè. Rồi bộ đỏ đó cho Loan Lê đi, bộ dơ đó bỏ ra của Phan Thị đi. Nhường Loan Lê. Đồ bộ bỏ riêng ra. Ủa cái bộ này nãy Phan Thị rồi mà sao lại bỏ vô đây nữa? Ồ, tức gì không? U xì cái ai rồi. Nghe đặt rồi mà không thấy ra đơn gì à, rút lại đi. Phan Thị ra lại cái mã u xì 65k đi Phan Thị ơi. Phan Thị ra lại cái mã u xì 65k đi. Cái mã đùi u xì 65k á. Ra lại đi. Rồi mã này mã cong nè mọi người ơi, mã cong nha. Rồi dễ thương lắm nè. Rồi mã cong luôn ha mọi người ha. Cong 59k giùm mình luôn nha, 55kg quay đầu. Cong 59k, chúc cong lên cong 59k nè. Trời ơi cưng chưa. Cong 59k nha, vải siêu đẹp luôn á. Rồi cong 59k, 55kg quay đầu giùm mình. 50-55kg nha mọi người nha. Nói chung từ khoảng 40-50kg. Mà nếu mà cao trên mét 6 là 55kg, còn dưới mét 6 50kg thôi nha. Rồi ai chúc mã này lên mã cong giùm mình. Mã cong 59k, mã cong. Cong 59k. Cong 59k giùm mình. Ai chúc cong lên cong 59 nha các bạn yêu nha. Cong 59k. Ai muốn mua lên Latin Satin không? Comment đi mọi người. Một bộ đỏ dơ á. Rồi cho lăn lên rồi, xong rồi, hết rồi. Ok. Rồi lên tiếp nằm nha, chấm bài trên like nha mọi người ơi. Nói chung là mình cũng chẳng biết mình cui bao nào, mình like lại bao đó chứ không biết đầm như gì luôn á. Chứ nó vô từng bao, gom như vậy để cho vô một bao tải, nó gom từng bao. Xếp rồi đầm rồi tùm lum tà la hết rồi. Không biết là cái gì luôn. Đâu đầm chứ là cui bao nữa quá. Cái này sao xếp nữa rồi. Xếp nha, xếp này chắc xếp đầm quá. Nè, xếp váy nè. Váy với áo nè.
Trời ơi, xếp váy áo nó còn đẹp hơn á mọi người ơi. Xếp váy áo nó còn đẹp hơn luôn nha mọi người nha. Trời ơi, cưng xỉu luôn nè. Đây, nó có một cái dây nữa nè. Trời ơi, dễ thương chưa, cánh dơi nè. Nhất cái nách luôn. Đây, nó có dây buộc nè. Gọi là chân váy nha mọi người nha, chân váy nha. Là một em chân váy đó mọi người nè. Ôi em quần, cái này xếp quần nhưng mà là chân váy nha mọi người nha. Áo là áo cờ rắp tớp giùm mình nha, áo cờ rắp tớp quần hoa. Quần hoa nhưng mà phơm rất là chuẩn, phơm rất là đẹp nha. Rất là đẹp, rất là xịn sò nha. Đưa coi thử size bao nhiêu. Coi từ coi thử size bao nhiêu nha. Trời này đẹp quá trời. Rồi size này từ khoảng 45. Trời ơi nó xoắn ngay đây nữa nè mọi người nè. Rồi size này từ khoảng 45 cho tới 50kg nha mọi người nha. Size này 45 cho tới 50kg, nó cao là 55kg, còn thấp người là 45 cho tới 50kg nha. Ai chúc xe trắng lên xe trắng như mình nha. Rồi xe trắng này tặng luôn 59k. Mọi người mua cái áo này không là đủ tiền rồi đó, siêu dễ thương nha. Rồi nguyên set như vậy có một cái dây luôn nha, siêu đẹp luôn, vải xịn lắm. Rồi 59k comment xe trắng 59k, siêu đẹp cho mọi người luôn. Nhận về mà không phê, không lấy tiền luôn nha. Xe trắng 59k nhìn mình. Xe trắng 59k nha các tình yêu nha. Trời ơi cái áo nó đẹp xỉu luôn, áo vải xịn lắm. Áo vải xịn cực kỳ luôn. Rồi xe trắng như mình luôn, 59k xe trắng. Xe trắng 59k đi mọi người ơi. Bỏ vô một bao này đi. Cho bao kìa. Bỏ vô bao mới. Rồi xe trắng 59k như mình. Rồi xe trắng 59k cho. Xe trắng 59k cho Vi Huyền nè. Rồi ai chúc mã bi lên mã bi nè. Trời ơi mấy này đẹp không à. Mấy cái này đẹp không à. Chờ chị xíu nha nha Linh ơi. Do là nó tầm lum hết trơn nè. Trời ơi nó đẹp lắm. Mấy cái set này đẹp dã man luôn. Size M nha mọi người. Cái set này size M thì mình 50kg quay đầu. 50kg quay đầu nha. Nó cao trên 56-52kg nha mọi người ha. Siêu đẹp cho cái set này luôn nha mọi người nha. Đẹp dã man. Trời ơi nó có đính ngọc à. Hai bên eo nè. Hai bên eo đính ngọc mà chất vôn của nó là thôi cô rồi khỏi phải bàn về chất nha. Xịn lắm luôn. Rồi size M giùm mình nha. Rồi ai chút set này lên set bi giùm mình. Set đem bi nha. Có túi giùm mình luôn ha mọi người ha. Rồi đẹp lắm. Cái set này thôi khỏi phải bàn luôn. Vải đẹp cực kỳ. Vải đẹp xịn đét luôn nha. Rồi ai chút set lên set. Rồi cái set này tặng luôn 65k nè. Set 65k giùm mình nha. Ai chút set đen lên set đen 65k. Vải xịn đét luôn. Áo siêu đẹp mà vải siêu xịn luôn á. 65k gì mình. Thay luôn cái set này ra luôn. Chấm bài nè mọi người ơi, chấm bài nè mọi người. Nha mọi người nha, chúc bà có xanh đen đó mọi người đó. Ôi đồng. Trời ơi, vải này nó mát dạ men luôn. Vải này siêu mát luôn mọi người. Trời ơi, mắt lạnh luôn á mọi người. Nè, cái này dễ thương lắm. Nè, cái tay của nó là nó phăng như vậy luôn nha mọi người nha, đây nè. Cực kỳ dễ thương luôn nha, quần phơm rất là đẹp luôn á. Nè, quần phơm cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Có túi luôn á mọi người ha, siêu dễ thương luôn nha. Rồi ai chúc nào mã này lên mã set đen giùm mình nha mọi người nha. Ai chúc set đen lên set đen. 65k vải siêu đẹp luôn á mọi người ơi, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Cái áo của nó, tay nó trên nè là nó có ấy luôn nè.
có ngọc luôn nha. Ai thích xích đen lên xích đen. Rồi ai chốt